cảm ơn bạn đã tải sách xuống từ thư viện điện tử miễn phí rồi ali.com, httt2.2gạch com tất cả sách của tác giả, httt2.2gạch com gạch chéo otho gạch chéo norop gạch dưới Pavel .html, cuốn sách tương tự ở các định dạng khác, httt2.2gạch com gạch chéo bút gạch chéo norop gạch dưới Pavel gạch chéo Sucrovic gạch dưới gạch dưới Prinsa .html thích đọc sách. Pavel Norov Kho báu của Hoàng tử Đen Biên tập Báo cáo Ivesia của Ban chấp hành Trung ương trong khóa học 1923-24 Ebron, chuyến thám hiểm dưới nước đặc biệt ở biển Đen và biển Azov, mặc dù đã tiêu tốn rất nhiều kinh phí và năng lượng, nhưng không thể tìm ra nơi xảy ra cái chết của tàu hơi nước Anh, Hoàng tử Đen, đã chết cùng nhiều tàu Anh và Pháp khác trong cuộc tấn công vào ngày 2, 14, tháng 11 năm 1854 gần Balaka. Ebron, sử dụng thiết bị lặn có thiết kế đặc biệt, đã kiểm tra diện tích 3 đến 4 km vuông với độ sâu lên tới 100 mét trên con đường bên ngoài Balaka. Nhiều mảnh vỡ của tàu gỗ đã được tìm thấy, nhưng không tìm thấy vỏ tàu sắt của Hoàng tử Đen. Ở bên phải lối ra khỏi Balakla, một cột buồm bằng gỗ tết được tìm thấy dưới biển thuộc về hoàng tử ít nhiều đã được xác định chính xác. Việc mở rộng chương trình làm việc của Ebron vào năm 1925 đã không cho phép người ta chú ý đầy đủ đến việc tìm kiếm thêm con tàu này. Tuy nhiên, vào cuối mùa thu, có thể thành lập một nhóm lặng nhỏ, nhóm này được hướng dẫn khảo sát giải ven biển ở cả hai phía của lối ra khỏi vịnh, nơi độ sâu cho phép làm việc trong bộ đồ lặng thông thường. Vào ngày 17 tháng 10 năm 1925, khá bất ngờ, ở bên trái lối ra khỏi vịnh, gần như ngay dưới tháp don, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng từ các tàu hơi nước đi vào bờ biển phía nam ở độ sâu 17 mét, các nồi hơi cũng nhô ra từ mặt đất và các bộ phận của một bộ vỏ tàu sắt đã được phát hiện. Sau một cuộc khai cuộc ngắn, nhóm lặng tin chắc rằng nơi này là ngôi mộ của con tàu hơi nước huyền thoại, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì hoàng tử đen là con tàu hơi nước duy nhất có vỏ sắt từ toàn bộ phi đội đã chết và không có con tàu tương tự nào khác ở lối vào Balaka đã không chết kể từ đó. Khám nghiệm hiện trường cái chết của hoàng tử đen cho thấy thân tàu có lẽ đã bị vỡ rất kỹ, bị chôn vùi dưới cát và các mảnh đá thường rơi xuống biển khi thời tiết trong lành. Kế hoạch cho công việc tiếp theo để dỡ và nâng con tàu bao gồm công việc quan trọng là đào và giải phóng các bộ phận của con tàu từ dưới những tảng đá những công việc này đòi hỏi số tiền đáng kể vài trăm nghìn rút mặc dù công việc nâng hoàng tử đen về mặt kỹ thuật không gặp bất kỳ khó khăn nào và khá đơn giản và dễ dàng đối với các thợ lặn của chúng tôi nhưng cho đến gần đây đoàn thám hiểm vẫn chưa cho rằng việc bắt đầu chúng là phù hợp do thiếu bất kỳ tài liệu nào hay thông tin chính xác về vị trí thực tế trên con tàu này chứa một lượng lớn vàng ebron không có tiền dư thừa cho hoạt động mạo hiểm này và nát công phim, hoàn toàn hợp lý không bày tỏ mong muốn vứt bỏ vài trăm nghìn rút mà không có bất kỳ sự chắc chắn nào về việc thu được vàng. Ngày 20 tháng 6 ông Ebron đã ký một thỏa thuận với công ty lặng Nhật Bản Shinkai Kogoshio Limited, cho phép cô ấy tiếp tục thực hiện các công việc nâng và dở tàu. Hoàng tử đen Vào ngày 28 tháng 6, Hội đồng Nhân dân Liên Xô đã cho phép công ty Nhật Bản bắt đầu thực hiện các hoạt động theo thỏa thuận đã ký kết. Trước khi ký kết hợp đồng, công ty Nhật Bản đã được thợ lặng của mình cho cơ hội khảo sát nơi xảy ra vụ chìm tàu hơi nước do Epron chỉ định, và do đó Epron không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự thành công của hoạt động do công ty Nhật Bản đảm nhận. Epron coi việc có cơ hội làm quen chi tiết với quy trình và phương pháp làm việc dưới nước mà người Nhật thực hành là đặc biệt có giá trị. Cần lưu ý rằng kỹ thuật làm việc dưới nước của người Nhật có những thành tựu đáng kể, hoàn toàn không được biết đến ở phương Tây. Trong khi ở Tây Âu, Việc chinh phục độ sâu của biển đi theo con đường tạo ra những bộ đồ lặn cứng cáp và cải tiến chúng, thì người Nhật đã thành công bằng cách tạo ra một hệ thống huấn luyện đặc biệt cho thợ lặn giới hạn bản thân họ trong những thiết bị rất đơn giản nhưng cực kỳ nguyên bản, có thể làm việc ở độ sâu lớn với thành công lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy ở phương Tây. Hai năm trước, ông Ca, giám đốc công ty lặn nói trên đã thực hiện được công việc phá kỷ lục là trục vớt những vật có giá trị lên tới 12 triệu rút từ một tàu hơi nước của Anh bị tàu ngầm Đức đánh chìm trong chiến tranh đế quốc ở Anh. Biển địa Trung Hải, ở độ sâu khoảng 85 mét. Bất chấp khoảng thời gian ngắn đã trôi qua kể từ khi hiệp ước có hiệu lực, công việc nâng hạ, dưới sự lãnh đạo của 15 chuyên gia Nhật Bản, đã bắt đầu vào đầu tháng 8. Các thiết bị kỹ thuật được đặt hàng từ nước ngoài đã đến. Do đó, có thể giả định rằng hai hoặc ba tháng tới chúng ta sẽ có một giải pháp hoàn chỉnh cho hoàng tử đen. Câu chuyện dưới đây của Pavel Norod được viết riêng cho theo World Finder, tương ứng với mối quan tâm lớn mà bí ẩn về hoàng tử đen khơi dậy. Câu chuyện mở ra chủ đề về một trong nhiều trường hợp săn lùng những bảo vật bán huyền thoại này. Y ở Vịnh Balaka Vào một buổi chiều tháng 6 nóng nực, khi mặt trời chiếu những tia nắng chói chang, Vịnh Balaka trông giống như một hồ nước trong xanh ruộng bậc thang trên núi điểm xuyết những ngôi nhà màu trắng mọc lên xung quanh hồ theo hình bán nguyệt rõ nét. Và từ bên dưới, có vẻ như những ngôi nhà này chồng lên nhau và được đúc dọc theo các mũi đá, giống như những tổ chim kỳ lạ. Im lặng trong thị trấn. Mọi người đều trốn tránh cái nắng nóng của phương Nam. Chỉ có ngư dân Hy Lạp không biết mệt mỏi xung quanh những chiếc thuyền. Họ vừa mới đánh cá trở về và hiện đang dở cá từ các hầm chứa sâu khi mặt trời sắp lặn, các bà nội trợ Balaka sẽ ra bờ kè mua cá. Và rồi đây sẽ ồn ào, những người đánh cá sẽ hỏi đến cạn lời, những bà nội trợ sẽ mặc cả đến mướt mồ hôi với những tiếng la hét, rẽ lên và chửi bới. Người miền Nam nóng bỏng. Nhưng bây giờ có sự im lặng. Vịnh Balaka cắt sâu vào đất liền dưới dạng một hình bầu dục kéo dài. Nó được đóng cửa an toàn ở tất cả các phía, và chỉ ở phần phía nam của nó lối ra hẹp ra đường bên ngoài mới có thể nhìn thấy rõ hơn giống như cổ họng của một cái chai vịnh tuyệt vời đối với các tàu nhỏ tốt hơn là không phát minh ra một cảng yên tĩnh biển sâu nhưng lối đi rất nguy hiểm như thể đang chờ đợi những con tàu với những phi công bất cẩn một chuyển động sai của vô lăng và một thảm họa trong một cơn gió mới là không thể tránh khỏi trong ngôn ngữ của các thủy thủ biển đen gió trong lành là một khái niệm rất đặc biệt khi đông bắc vỡ và tô màu trắng cho những con sóng xanh thẳm của biển đen, khiến nước xung quanh con tàu sôi lên như nước sôi trong vạc, thì vịnh Balaka thân thiện biến thành một cái bẫy nguy hiểm. Và khốn thay cho những con tàu cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi trong vùng biển của nó. Lối thoát nguy hiểm ra khỏi vịnh được bao bọc bởi những bờ đá cao treo lơ lửng trên biển, như thể được sắp xếp có chủ đích cho những vụ đắm tàu không phải vô cớ mà bờ biển Balaka là nơi xảy ra những vụ đắm tàu cổ điển từ thời cổ đại. Hàng trăm con tàu nằm dưới đáy con đường đá của nó. Người Phoenicia, người Hy Lạp, người Genova, người La Mã, người thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là người Anh, người Pháp, người Ý, tất cả những dân tộc này đã rời tàu của họ ở đây. Đây là một ngôi mộ cổ trên biển, trong số các nghĩa trang trên biển trên thế giới, chỉ đứng sau Biển Sa Gác nổi tiếng và bờ biển Nova Zemlya nơi bộ xương của những con tàu chết được mang theo những suy nghĩ như vậy lướt qua đầu của trợ lý chỉ huy trẻ của đội lặng ivan vasilik dresto người đang đứng trên một tảng đá cao ngay phía trên lối ra khỏi vịnh balaka và quan sát cuộc đột kích bên ngoài công việc lặng đang được tiến hành trên đường gần chiếc thuyền lặng thấp màu đen có thể nhìn thấy hai chiếc máy hơi nước mạnh mẽ với tời mạnh mẽ những người mỹ này đang tìm kiếm cái quái gì vậy Resto thì thầm dán cặp mắt tin tường vào khung cảnh quen thuộc của các hoạt động lặn. Toàn bộ thân hình cường tráng, vạm vỡ của anh căng lên, như thể chuẩn bị nhảy, một biểu hiện săn mồi xuất hiện trên khuôn mặt trám nắng với hàm dưới phát triển mạnh mẽ và một nắm tay đầy lông đập vào một mỏm đá. Bạn sẽ không nhận được bất cứ điều gì từ quỷ, anh giận dữ kết luận. Ừ, tôi biết rồi. Các nhà khảo cổ. Dù cho như thế nào. Resto quay lưng lại với bức tranh khiến anh lo lắng và bước những bước dài dọc theo con đường đá trở về thành phố. Hai Người Mỹ đang tìm kiếm điều gì? Đó là vào năm 1892. Peter Bộ Hải quân đã nhận được đơn thỉnh cầu từ Hiệp hội Khảo sát Hàng hải Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi Washington, xin phép Hiệp hội tiến hành nghiên cứu cho các mục đích khoa học và khảo cổ học ở một số vịnh thuộc bờ biển phía nam của Biển Đen bản kiến nghị bắt đầu được thông qua các cơ quan chức năng và có lẽ việc đi qua khó khăn này sẽ kéo dài rất lâu nếu những người gian kết nhanh trí không kịp thời xào sạc những tờ tiền khi những tờ tiền trị giá hàng nghìn đô la được giao cho cơ quan chức năng thích hợp người văn thư đi bộ đột ngột thay đổi tính cách chậm chạp và có được sự nhanh nhẹn phi thường chữ ký của chính bộ trưởng đã ngay lập tức có được vụ án đã tăng vọt lên những quả cầu cao nhất và nhận được một ghi chú tôi chấp thuận và các giấy tờ hướng dẫn đã bay đến chính quyền hải quân sevatopol để cung cấp mọi hỗ trợ cho xã hội hoa kỳ để nghiên cứu và đưa vào sử dụng một đội lặn từ cảng sevatopol đúng vậy chính quyền hải quân sevatopol cũng không được sinh ra vào ngày hôm qua và thế là tiền giấy mỹ lại kêu xào xạc nhưng có thể như vậy người mỹ đã được nhận vào nghiên cứu với sự lịch sự tuyệt vời sẵn sàng phục vụ Người quản lý bến cảng tóc hoa trăm nói. Ít nhất hãy tìm kiếm toàn bộ biển đen. Chúng tôi không ngại. Người Mỹ mỉm cười lịch sự và tuyên bố rằng họ hiện đang quan tâm đến vịnh Balaka và khu vực ven đường. Họ đồng ý với đội lặng, và khi họ đến nơi, hóa ra hai tàu hơi nước đặc biệt và đội lặng của riêng họ đã đến từ Anh. Và người Nga đã được yêu cầu đợi bây giờ. Chỉ huy đội lặng, sĩ quan hải quân Khô Khô lốp người thích khám phá quán cà phê Cremen hơn nhiều so với đáy biển, đã giao đội cho một trợ lý. Và khi chia tay, anh ấy nói với anh ấy. Bạn thân mến, rằng hãy ở lại để bảo vệ người Mỹ, còn tôi sẽ đi công tác ở Ianta. Trợ lý Resto chào chính quyền và nói. Tôi đang lắng nghe. Và tôi tự nhủ. Chúng tôi biết hành động phục vụ của bạn, họ đá chân bằng tất lụa. Anh ta là một người đàn ông đố kỵ, tham lam và cương quyết, nhưng kín tiếng. Giờ đây, mỗi ngày anh đều nhìn những cuộc khảo sát này từ xa và bị dày vào bởi ý nghĩ rằng người Mỹ sẽ moi được thứ gì đó có giá trị từ dưới đáy lên. Và nó sẽ lướt qua anh ta, qua cái miệng răng cửa háu ăn. Từ lâu, anh đã mơ ước được làm giàu gấp rút bằng cách nào đó, để từ bỏ công việc bận rộn của mình và sống rộng rãi. Đi bộ về nhà, Resto tiếp tục suy nghĩ. Ngay cả khi tôi bẻ khóa, tôi sẽ tìm ra những gì người Mỹ chết tiệt đang tìm kiếm. Và chợt một ý nghĩ vụt qua đầu anh. Nhưng, tôi cần nói chuyện với ông Pronin. Anh ấy đang ở thập kỷ thứ 8, anh ấy nhớ rất nhiều. Con chuột biển già này phải biết nhiều lắm. Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện. Và sau khi đưa ra quyết định này, Resto bước nhanh hơn, mặc dù mặt trời đang thiêu đốt những tia nắng của nó vào buổi trưa này. Ba, ông nội biết nhiều nhưng không phải cái gì cũng nói. Ngôi nhà nhỏ của ông nội Kronin gần như nằm cạnh căn phòng nơi đội lặng trú ngụ. Trên thực tế, ông thậm chí không phải là ông nội mà là ông cố. Cháu gái lớn của ông đã có một đứa con nhỏ. Một ông già sống ở Balaka từ thời Ochakovic và cuộc chinh phục Crimea. Trong chiến dịch Sevastopol, ông là một xạ thủ hải quân, sau đó ông giữ nhiều chức vụ trong các vấn đề hàng hải. Và bây giờ anh ấy hài lòng khi nghỉ ngơi trong nhà của mình, nhưng anh ấy vẫn đào trong vườn. Ông già là một cái cây mạnh mẽ. Resto ăn tối trong gia đình Pronin và thậm chí còn hơi tán tỉnh Varia xinh đẹp, cô út trong số các cháu gái của vị cựu chiến binh đáng kính. Chúng tôi ăn tối ở đây theo cách cũ, lúc 2 giờ. Người đứng đầu ngôi nhà, Sipan Ivanovich Pronin, vào thời cổ đại đã ăn nhiều tuy riêu từ củ cải với Kvass. Vừa ăn vừa khen. Thức ăn thật, từ đó một người sống lâu. Resto quyết định hành động chính trị. Sau bữa tối, anh ngồi với Varia, trò chuyện trong khi ông già nghỉ ngơi. Và anh ta đến với anh ta vào thời điểm thuận tiện nhất, khi Sipan Ivanovich đã ngủ ngon và đang phì phèo tẩu thuốc trong vườn. Một cuộc trò chuyện xảy ra sau đó. Bạn đang hỏi những gì người Mỹ đang tìm kiếm trong cuộc đột kích. Sipan Ivanovic vừa nói vừa thổi một làn khói dày đặt qua bộ ria mép bạc trắng. Được biết đến với một cái gì đó tiền. Đàn ông luôn tìm kiếm tiền. Do đó, anh ta tham lam và vô lý, vâng. Resto lo lắng. Tiền gì, Sipan Ivanovic? Ông lão cười khúc khích. Trong cuộc đột kích Balaka của chúng ta, anh bạn, có rất nhiều tiền. Kho báu rất lớn, chúng được cất giữ dưới đáy biển. Họ đang tìm kiếm ở đâu? Từ đảo về phía đông. Một dặm. Vâng, những kẻ ngốc đã xuất hiện. Họ không nhìn vào đó. Ở nơi này, thực sự, khoảng 30 con tàu đã thiệt mạng. Vào năm thứ 54. Vâng, không phải những... Resto bừng bừng nóng nảy tham lam, và bằng một giọng đứt quãng anh ta hỏi. Nó ở đâu, Sipan Ivanovic? ông già nheo mắt gian xảo và nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn tin tưởng còn bạn thì sao bạn bạn sẽ không tìm kiếm phải không resto co rúng người lại và tím tái không anh lẩm bẩm tôi rất vì tò mò và sau khi hồi phục anh ấy nói mạnh dạn hơn tôi vẫn đang đi thưa ông để nhờ ông kể cho tôi nghe về chiến dịch sevatopol tất nhiên nếu bạn không phiền cả nhà nhớ. Ông nội cười khẽ. Vâng, trí nhớ của tôi vẫn chưa cạn. Tôi thậm chí còn nhớ rõ hơn những gì đã xảy ra cách đây 50 năm so với gần đây. Nếu bạn tò mò, hãy lắng nghe, có lẽ tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày 54. Năm nay thật kinh khủng. Chà, một ngày, ngày 2 tháng 11, đó là điều tồi tệ nhất. Tôi đã sống gần biển đen 80 năm, trà, 40 tuổi, tôi đoán, tôi đã bơi trên đó, nhỉ? Tôi không nhớ cơn bão này. Biển giận dữ của chúng tôi vào mùa thu và mùa đông, nhưng ở đây nó đã đủ đến mức không thể đo lường được. Ông nội Pronin chăm tẩu và tiếp tục. Lúc đó tôi đang phục vụ trong hải quân với vai trò xạ thủ ở khẩu đội ven biển. Thời gian phục vụ sau đó, dưới thời Nicolas đệ nhất, rất khốc liệt, 25 năm trong một khoảng thời gian. Nghĩa vụ của tôi là vào năm thứ bảy, và tôi đã tham gia chiến dịch Sevastopol. Kẻ thù đến với chúng tôi bằng một bàn tay mạnh mẽ, một người Anh, một người Pháp, một người Ý, một người Thổ Nhĩ Kỳ, anh ta đã tấn công chúng tôi bằng vũ lực. 400 chiếc tàu đã được đưa đến để đổ bộ. Đầu tiên, họ đổ bộ 65.000 quân, bỏ qua Sevastopol từ phía đông và ở đây, chúng tôi nghe nói một lực lượng đổ bộ khác đã được đưa đến trên 200 tàu hơi nước và họ trải dài trong một cột đánh thức dọc theo toàn bộ bờ biển, từ Kacha đến Balaka. Khẩu đội của chúng tôi bị đình trệ tại vịnh Carantina, và chúng tôi có một phi đội địch đang bị hỏa lực. Đầu tháng 10, quân Anh tiếp cận Sevatopol. Và thật xảo quyệt, những con chó. Họ có thuyền buồm lớn và tàu hơi nước nhỏ. Vì vậy, họ đã dỡ bỏ tất cả các cột buồm khỏi những con tàu lớn để có ít phạm vi hoạt động hơn những con tàu hơi nước neo đậu vào những chiếc thuyền buồn, cứ thế, bò và tiếp cận Sevatopol. Họ nổ súng vào thành phố đến nỗi bầu trời trở nên nóng bức. Biển lặng, và không thể nhìn thấy gì từ làn khói trên đường. 20.000 lõi đã được bắn xung quanh thành phố. Và 70 người đã thiệt mạng. Chúng tôi đã trả lời bằng những viên đạn đại bác nóng đỏ. Hãy làm nóng lõi đến đỏ, vì vậy hãy đặt nó vào một khẩu súng thần công. Tàu make a fire on the ship, đã đốt cháy một số. Nhưng họ không quan tâm. Và họ không nao núng. Trên biển, chúng tôi không thể làm gì với chúng, vì hạm đội của chúng tôi hầu như chỉ đi thuyền buồm, còn chúng hoàn toàn là hơi nước. Chúng tôi đánh chìm tàu của mình ở lối vào vịnh Bắc, trốn cùng những người còn lại ở vịnh Nam và định cư ở đó như chuột trong hang. Vào ngày đầu tiên của tháng 11, chúng tôi nhìn ra biển từ Lan Cang chúng tôi nhìn chúng phù hợp bằng vũ lực trong hai cột đánh thức tàu hơi nước và máy bắn tỉ kéo dài tới hàng trăm họ bắt đầu thả neo xuất cảnh vào ngày mai chà điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có việc làm và sau đó chỉ cần nhìn thôi họ sẽ tự hạ gục chúng ta chỉ vào buổi tối chúng tôi nhìn chỉ huy vui vẻ của chúng tôi đi bộ nói các bạn để có một cơn bão lớn vào ngày mai Phong vũ biểu giảm rất nhiều. Người anh sẽ nhận được nó trong cuộc đổ bộ vào các loại hạt. Vâng, chúng tôi tự làm mình bị thương. Vì vậy, chúng tôi sẽ đánh bằng súng. Đạn đã dự trữ đủ. Tôi đi ra ngoài vào ca đêm đầu tiên, nhìn vào phong vũ biểu, các ông bố. Anh ấy hoàn toàn rơi vào một cơn bão lớn. Và chỉ huy đã chỉ định tôi vào đêm hôm đó để đến Balaka với tư cách là một trinh sát. Em về anh không thấy đâu trời đen kịt không khí ngột ngạt sắp có bão và một giờ sau nó nổi lên đến mức chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy ánh sáng trên bờ biển những ngọn tháp đang bị thổi bay những ngôi nhà bị hất tung những mái nhà bị tốc mái những chiếc lều trại bị thổi bay và ở biển địa ngục đang sôi sục nước đã chuyển sang màu trắng những con sóng như những ngọn núi đang di chuyển và ở ven đường một đám đông như vậy đã nổi lên khiến nỗi sợ hãi chiếm lấy tàu thuyền đứt neo gãy cột buồn trong giờ đầu tiên hàng chục chiếc tàu chạy bằng hơi nước đã nhổ neo ném xuống đá và vỡ tan như vỏ trứng những người khác quay lại cúi đầu trước biển dốc hết sức lực để đi vào cửa biển chúng tôi nhìn các buồng tim bốc cháy do nồi hơi quá nóng người dân đang bị thiêu sống hàng ngàn người lao xuống biển chết đuối ngay lập tức biết bơi ra đâu chà tuy nhiên chúng ta trong những ngày đó đã có một khoảng thời gian khó khăn người lái thuyền già tiếp tục các tướng đã đánh bại chúng ta mọi người đều không ngoan hơn theo cách riêng của mình nhưng mọi người không được tha không có gì ngạc nhiên khi những người lính về các vị tướng đã sáng tác một bài hát tôi vẫn nhớ cô ấy bằng trái tim những người lính của chúng tôi đã hát nó sau đó và ông già không phải không lấp lánh đã hát bài hát của một người lính như vậy bằng một giọng khàn khàn đại tướng long revesky tôi quấy rầy gót cha cô hoàng tử hãy lấy ngọn núi này không tranh chấp với tôi tôi sẽ không từ chối tôi sẽ mang nó đến exeter petersburg ngay gót cha cô thu thập lời khuyên tướng quân ăn trưa họ quyết định xông vào núi và libran đã được cung cấp Mua thêm một cây thánh giá. Dẫn đầu một đội quân để chiến đấu. Nhưng Libran. Không, Atan. Chúng ta không cần thông minh ở đây. Bạn bổ nhiệm Rida. Và tôi sẽ không đi. Tốt hơn là đợi một chút. Các tướng nói chuyện. Bố cục đã được viết. Xuất hiện suôn sẻ trên giấy tờ. Vâng, quên về khe núi. Trên cao nguyên Phaedion chỉ có ba công ty của chúng tôi và trong cuộc tấn công đó với sự thù địch toàn bộ kệ xuất hiện đó là cách anh trai của chúng tôi sau đó sụp đổ người thuyền trưởng già kết thúc một cách giận dữ người dân là nông nô đối với các tướng lĩnh quý ông rẻ hơn gia súc người thủy thủ già xúc động trước những kỷ niệm này anh đứng dậy khỏi ghế và đi dạo quanh vườn resto hỏi chà và cái gì Pin bắn vào tàu. Ông lão nhíu mày. Không. Sau đó họ quên mất việc bắn súng, và ngay lập tức thêm vào một cách nghiêm khắc. Có thể bắn vào người sắp chết không? Đây sẽ không phải là việc của một người lính, mà là của một vụ cướp. Chúng tôi không phải là tướng. Resto cười gượng, nhưng không nói gì. Và người thủy thủ già đã kết thúc như thế này. Đợi tí. Tôi sẽ đi lấy cuốn sổ tưởng niệm của mình, sau đó tôi sẽ kể cho bạn nghe những con tàu nào đã chết sau đó, để dành cho họ con tàu đắt nhất, được gọi bằng tiếng Anh là Black Prince. Trong tiếng Nga nó có nghĩa là hoàng tử đen. Và ông già đi vào nhà. Bốn hoàng tử đen đã chết như thế nào? Đây là điều mà người lái thuyền già dạ nói với Resto, thỉnh thoảng nhìn vào một cuốn sách cũ bọc da bê. 35 chiếc thuyền đã chết trên con đường bên ngoài vào ngày hôm đó tàu vận tải hơi nước Roger của Mỹ là tàu đầu tiên bị đứt neo. Anh ta đâm thêm ba con tàu trên đường đi, rồi cả bốn chiếc đều bị ném vào đá và vỡ vụn. Sau đó, con tàu City London bay vào đá. Thuyền trưởng của nó, Levitt, đã nắm lấy một sợi dây khi va chạm và bị nghiền nát thành một chiếc bánh giữa tảng đá và con tàu. Con tàu vận tải khổng lồ vung can của Mỹ chở một nghìn binh sĩ đã thả bốn chiếc neo. Sau một thời gian ngắn, Tất cả các dây xích đều bị đứt và con tàu bị ném vào đá với lực mạnh đến mức vỡ vụn. Tàu hơi nước tây ấn men bờn chở những thùng rượu rum đã bị ném vào bờ nhanh đến mức bảy người trong số họ đã phóng tên lửa lên đỉnh vách đá. Số còn lại chết, bị đè bẹp bởi hàng trăm thùng rượu rum trôi nổi giữa dòng người. Nhưng chiếc tàu hơi nước trục vít lớn, hoàn toàn mới Black Prinser, chở hàng hóa có giá trị nhất 200.000 bảng Anh bằng vàng, lương cho quân đội người anh đã quyết định tiết kiệm bằng mọi giá. Sức mạnh to lớn của cổ máy cho phép anh ta chiến đấu với cơn bão trong một thời gian. Anh ấy đã chống lại cơn bão bằng sức mạnh của tất cả các cổ máy của mình, cho chúng chạy hết tốc lực. Trên con tàu này là thủy thủ người anh giỏi nhất, thuyền trưởng Gudel. Nhưng cơn bão quá mạnh, và khi không thể cầm cự được nữa, thuyền trưởng Gudel quyết định dùng đến biện pháp cuối cùng, ông ra lệnh chặt bỏ tất cả các cột buồm để làm nhẹ con tàu và thủ đoạn này đã hủy hoại anh ta. Dây buộc của một trong các cột buồm rơi vào viết, làm rối nó và máy ngừng hoạt động. Tất cả các neo bị đứt cùng một lúc, và con tàu bị cuốn vào đá. Thuyền trưởng Goodell thông báo với thủy thủ đoàn rằng bây giờ mọi người có thể cứu mạng anh ta. Và chính anh đã gieo mình xuống vực thẳm sôi sụp của biển cả. Ba lần họ ném hoàng tử đen lên đá. Cú đánh thứ tư xuyên qua sườn anh ta, và con tàu cùng toàn bộ thủy thủ đoàn chìm xuống đấy. Trong số một trăm rưỡi người, chỉ có sáu hoặc bảy thủy thủ và trung úy công gờ trốn thoát. Do đó, tất cả các kho báu của Hoàng tử Đen đã bị tiêu diệt. Chỉ có một chiếc tàu hơi nước Avon lọt qua được một cổ họng sôi hẹp để vào vịnh Balaka. Trên đường đi, chiếc tàu hơi nước này đã đâm và đánh chìm một số tàu. Nó bị ném như một khúc gỗ, từ bên này sang bên kia nhưng anh ấy đã tự cứu mình resto chăm chú lắng nghe câu chuyện sống động đầy tính tượng hình của người thủy thủ già nói xong ông lão gõ tẩu và sau một lúc im lặng nói thêm sau đó tôi nhận thấy và đánh dấu trên bản đồ nơi hoàng tử đen bị chìm nó ở trước mắt tôi resto hỏi với vẻ thờ ơ giả vờ và bản đồ trong cuốn sách này đúng tò mò bây giờ ông có thể bán bí mật của mình cho người Mỹ với giá rất cao. Người thủy thủ già lắc đầu. Tôi không bán đâu. Cho nó chết với tôi đi. Vàng làm hư con người. Thả mình nằm dưới đáy biển. Và biết bao máu đã đổ vì vàng. Tôi sẽ mang theo kế hoạch này vào quan tài. Resto thở dài và nhìn ông già với vẻ nghi ngờ. Và anh ta giấu cuốn sách trong một cái túi sâu và tiếp tục hút tẩu một cách yên bình chà đây là câu chuyện về hoàng tử đen dành cho con con trai bây giờ tôi đã hiểu người mỹ đang tìm kiếm điều gì tôi hiểu kể từ ngày đó resto mất bình yên làm sao người ta có thể nói rằng kho báu ở rất gần trong tầm tay và lão già ngốc nghếch sẽ chết và chôn cùng anh ta một kế hoạch về nơi hoàng tử đen bị chìm không bao giờ được thế này nó là cần thiết để đi đến bất kỳ độ dài nhưng để có được một kế hoạch. Nhưng làm thế nào để có được nó? Ăn cắp cuốn sách của Pronin không dễ dàng như vậy, ông già vẫn cảnh giác và mạnh mẽ, không có gì là vô ích. Thuyết phục anh ấy chia sẻ bí mật của mình. Hy vọng trống rỗng. Ông già bướng bỉnh và quan trọng nhất là không tham tiền, có một số thứ và tôi hài lòng với nó. Không. Chúng ta cần nghĩ ra thứ gì đó thông minh hơn và đột nhiên Tresto bị ấn tượng bởi ý nghĩ từ đó. Anh ấy ngay lập tức trở nên vui vẻ. Varia sẽ giúp. Cho đến bây giờ, anh ta chỉ hơi tán tỉnh cháu gái của Pronin, Varia. Giờ thì anh chàng quyết định hạ gục cô nàng này một cách nghiêm túc. Không sớm nói hơn làm. Tuần tiếp theo được dành cho việc chuẩn bị pháo binh hạng nặng. Và vào một đêm trăng yên tĩnh, khi không khí phía nam của Crimea phấn khích và dày vò, cuộc gặp gỡ kết thúc bằng một lời tuyên bố nồng nàn về tình yêu. Trên một trong những tảng đá của bờ biển Balaka, họ ngồi hoàn toàn cô độc và im lặng. Resto thì thầm. Chà, Varissa, quyết định rồi. Bây giờ bạn là cô dâu của tôi. Chỉ cần đừng nói với ông bất cứ điều gì. Varia đã rất ngạc nhiên. Sao cưng? Có, bởi vì tôi vẫn cần phải hoàn thành một số thủ tục khác nhau bạn thấy đấy tôi là một sĩ quan của quân đội công binh bạn cần phải xin phép chính quyền tốt có thể có một điều ngược lại bạn có thể phải làm điều đó nói một cách dễ hiểu đó là một câu chuyện dài bạn sẽ không hiểu đâu trong một tháng nữa tôi sẽ sắp xếp mọi thứ rồi chúng tôi sẽ chính thức công bố cô gái buồn bã tạm thời chà trong khi chờ đợi tất nhiên chúng ta sẽ gặp nhau tôi thực sự có thể vượt qua một ngày mà không có bạn thấy Varia về nhà, Resto nghĩ. Chà, trong một tháng nữa, tôi sẽ thuần hóa em rất nhiều, em yêu, đến nỗi em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Và viên sĩ quan tự mãn xoay bộ ri mép đen và cứng của mình. V. May mắn đến với Resto. Trong tháng thứ ba, người Mỹ bận rộn trên đường và công việc kinh doanh của họ dường như đang tiến triển chậm chạp. Giờ đây, việc khảo sát đáy biển đã chuyển từ hòn đảo sang các vách đá ven biển Balaka và tại đây, ở độ sâu khoảng 90m, hai thợ lặn đã hy sinh. Sau đó, họ nhớ đến đội lặn của Nga do công ty quản lý. Chỉ huy Nhóm đã nhận được lời mời đến với con tàu của Mỹ. Chỉ huy Khô Khô Lốp lúc đó đang bận khảo sát các nhà hàng ở Simferpol, lời mời đã được trợ lý của anh ấy, Resto chấp nhận. Anh đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi tôi muốn xem xét kỹ hơn những nhà khảo cổ biển bí ẩn này đang làm gì resto đến với đội lặng và tại đây ông đã chọn ra một nhóm thợ lặng giỏi nhất đừng dừng lại krivenko osvipov ba thanh niên vương vai neyja mây rậm rạp mày đen ngực anh dũng và khuôn mặt phúc hậu krivenko khô khan và mạnh mẽ và osvipov vai rộng và cao thợ lặng chỉ lấy những người rất khỏe đã quen với biển các bạn Resto hét lên với vẻ vui vẻ giả tạo. Hôm nay đi làm lại. Vâng, thưa quý khách, các thợ lặng hét lên. Giải cứu người Mỹ. Anh ấy đã hoàn thành công việc. Theo giờ, thu thập mọi thứ theo thứ tự. Osipop, bạn sẽ là quản đốc. Hai giờ sau, chiếc thuyền dài lặng cập bến chiếc tàu hơi nước của Mỹ. Resto đã đi đến thuyền trưởng. Trong phòng, đại úy đang đợi anh ta, một người anh râu tóc hoa râm và hai người Mỹ cạo râu sạch sẽ. Một trong những người Mỹ nói bằng tiếng Nga, lựa chọn từ ngữ và dừng lại thường xuyên. Anh là chỉ huy đội lặng. Đúng. Người Mỹ giải thích rằng họ đã mất hai thợ lặng giỏi nhất trong lần làm việc cuối cùng và hiện họ đang tạm dừng công việc cho đến khi một đợt hàng mới đến từ Mỹ. Họ sẽ đưa các con tàu đến Sevastopol, và đội Nga được giao nhiệm vụ sau, khảo sát đường đi của bờ biển Balaka và phát thảo khoảng những nơi tàu bị chìm, bên ngoài khu vực đã được họ khảo sát. Để không lãng phí thời gian trước những cơn bão mùa thu, anh giải thích. Người Mỹ Đối với công việc này, được lên kế hoạch trong một tháng, người Mỹ đã hứa với đội một phần thưởng đặc biệt trị giá 1.000 đô la. Resto nhanh chóng nhận ra toàn bộ lợi ích của đề xuất này cho các kế hoạch của mình. Đây chính xác là những gì tôi cần ngay bây giờ, anh nghĩ. Chúng ta phải hoàn thành mọi thứ trong tháng này. Và anh ngay lập tức bày tỏ sự đồng ý của mình. Một thỏa thuận ngay lập tức được ký kết bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Nga. Resto nhận trước 500 đô la. Ngày hôm sau, người Mỹ thả neo và ra khơi, và đội lặn Nga bắt đầu làm việc. Resto đã thông báo bằng văn bản cho chỉ huy Khô Khô Lớp, và ông nhận được một bức điện trả lời thổi con sóc vào đuôi và bờm. Tôi chúc phúc. Rõ ràng, bức điện được viết bởi một chỉ huy vui vẻ dưới bàn tay vui vẻ. Những người thợ lặng rất hài lòng với phần thưởng bổ sung của người Mỹ. Công việc sôi sục. Resto, bản thân là một thợ lặng giàu kinh nghiệm, đã chia phần vịnh cần khám phá thành các khu vực phù hợp. Chiếc thuyền hơi lặng được cho là di chuyển theo kế hoạch do Resto vạch ra, đồng thời vẽ mọi thứ ở dưới cùng trên một bản đồ đặc biệt. Vào ngày đầu tiên, Resto quyết định rằng anh ta sẽ tự mình đi xuống, mang theo thợ lặng Nezamey làm trợ lý. Trên chiếc thuyền dài, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đổ bộ. Bốn người đứng ở hai máy bơm áp lực cung cấp không khí cho thợ lặng qua ống cao su, hai người khác vào vị trí của họ ở dây tín hiệu. Người đầu tiên mặc bộ đồ lặng của Nezamey và người thứ hai là Resto. Họ đi xuống hai chiếc thang xuống đáy biển. Đó là một ngày nắng chói chang và nước trong vắt như ngọc bích tan chảy. Sáu Hoạt động lặn Độ sâu đạt tới 30 mét. Bạn có thể ở dưới nước trong một tiếng rưỡi. Đấy là đá. Resto nhìn xung quanh và đi dọc theo phía dưới. Anh ấy đã nhìn thấy nhiều vụ đắm tàu, xác những con tàu dựng lên, nằm dưới đấy, phủ một lớp vỏ trai và nhuyễn thể bằng lưới xa cư. Resto bỏ May ở xác đầu tiên. Người ta đã thống nhất trước rằng Nezami sẽ khám xét con tàu đầu tiên họ gặp, còn Resto sẽ đi xa nhất có thể theo chiều dài của sợi dây tín hiệu và ống dẫn khí. Trời nóng trên mặt nước. Và ở đây, ở độ sâu 30 mét, trời mát mẻ. Điều này luôn xảy ra khi xuống đáy biển. Resto đã kéo mạnh sợi dây tín hiệu một lần. Điều này có nghĩa là trong ngôn ngữ lặng. Tôi đang ở trên mặt đất. Tôi cảm thấy tốt. Và thực sự, Resto giờ đây cảm thấy thăng hoa mạnh mẽ, mặc dù thông thường những người lặn dưới nước sẽ trải qua trạng thái tinh thần hơi chán nản, trạng thái này sẽ biến mất ngay khi họ được kéo lên. Nezami trằn trọc như một con quái vật dưới nước gần con tàu bị chìm, anh ta đang tìm lối vào bên trong để sau đó có thể báo cáo với chỉ huy về những gì anh ta nhìn thấy. Resto lắc sợi dây tín hiệu hai lần. Điều này có nghĩa là bỏ dây và ống xuống. Ngay lập tức, cảm thấy rằng sợi dây và ống nhường chỗ, anh ta mạnh dạn tiến về phía trước. Người ta đã thống nhất trước rằng cỏ dại có thể cao tới hàng trăm mét. Trong bán kính này, Resto quyết định thực hiện các cuộc khảo sát của riêng mình. Resto dễ dàng đi dọc đáy biển. Mỗi đế chì của những chiếc galos lặn của anh ấy nặng khoảng 10 kg và trọng lượng chì, lưng và ngực 40 kg mỗi cái. Nhưng ở đây, ở độ sâu 30 mét, gánh nặng này không được cảm nhận. Nếu không có nó, người thợ lặng sẽ bị ném lên lầu, giống như một cái nút từ chai phát lên men. Có một hoàng hôn màu xanh lục dưới đáy biển, trong đó con mắt quen thuộc của một thợ lặng có thể dễ dàng nhận ra năm, 6 mét xung quanh. Đáy đá dày đặt vỏ sò. Bề mặt sáng bóng của chúng phản chiếu ánh sáng. Ở một số nơi trời tối hoàn toàn, đống đổ nát của những con tàu chết tích tụ ở đây. Resto đã đi đến những điểm tối này, không ngừng yêu cầu điều chỉnh thêm từ phía trên. 7. Giải pháp dưới đáy biển Cuộc sống dưới nước ít được Resto quan tâm, người đã siêng năng khám phá đống đổ nát của những con tàu chết, hy vọng tình cờ tìm thấy xác tàu hoàng tử đen. Đống đổ nát của những con tàu bị chìm có thể nhìn thấy ở nhiều nơi. Những mảnh vỡ này được bao phủ bởi động vật thân mềm và những bộ xương người bóng loáng như ngà voi với những mảnh quần áo vụn cho biết nơi đây đã từng xảy ra một thảm kịch với rất nhiều nạn nhân là người với một chiếc rìu sắt bén mang theo bên mình resto đã đánh bật những con nhuyễn thể bám quanh thân tàu bằng một lớp vỏ dày để đọc tên của con tàu bị mất mọi thứ không ổn anh khó chịu nghĩ không anh sẽ không tìm thấy anh ta như vậy đâu cho dù anh có tìm cả tháng trời chúng ta cần biết vị trí chính xác Suy nghĩ của anh đột nhiên bị gián đoạn bởi một cú giật mạnh trên sợi dây tín hiệu. Người quản đốc ở trên hỏi: "Bạn cảm thấy thế nào?" Và sau đó, sợi dây lắc lư nhấp nhô hai lần. Điều này có nghĩa là: "Đừng đi xa hơn nữa." Tất cả các vòi đã ra ngoài. Resto bị cuốn theo cuộc tìm kiếm đã vượt ra ngoài khu vực đã thỏa thuận. Tiếng ồn bên tai tôi thật lớn và đột nhiên Resto nổi cơn thịnh nộ. Anh ấy đã ở dưới nước quá lâu. Và nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ thể cường tráng của anh ta, một cảm giác khó chịu âm ỉ bao trùm lấy anh ta. Ngu xuẩn. Anh ta đã nghĩ. Đó có phải là những gì họ đang tìm kiếm? Bằng mọi giá, chúng ta phải lấy cuốn sách có bản đồ từ ông già thông qua. Varia. Hoặc, anh ta ủ rũ nghĩ, nếu cô ấy không muốn thì mình sẽ tự lấy. Ngay cả khi tôi chết, tôi sẽ lấy nó. Resto nhanh chóng đi đến nơi đi lên, nơi thợ lặng Nezami đã đứng sẵn, ra hiệu cho một thứ gì đó và đột ngột kéo dây tín hiệu ba lần. Thức dậy. Tôi đi đây. Nezami cũng làm như vậy. Ở phía trên, những người thợ lặng đã trút bỏ được những chiếc áo nặng trĩu. Cả hai ngay lập tức nằm úp mặt xuống sàn tàu, nằm như vậy trong nửa giờ nghỉ ngơi. Khi Resto thay đồng phục Trung sĩ thiếu tá Osipov kính cẩn báo cáo. Quý ngài đã ở lại trong 2 giờ. Chúng tôi đã tự hỏi nếu một cái gì đó đã xảy ra. Ra hiệu cho May, để anh yên tâm, khỏe mạnh. Resto ủ rũ lắng nghe anh ta và nói gay gắt. Đã nhìn xuống đấy. Đưa tôi bản đồ. Và anh ấy đã đánh dấu ký ức về nơi mà anh ấy đã tìm thấy đống đổ nát và phần còn lại của những con tàu đã chết của hải đội Anh Pháp. Rồi, cũng ủ rũ anh ta nói với người quản đốc bây giờ bạn sẽ làm việc hàng ngày theo kế hoạch được đánh dấu theo lĩnh vực hiểu và anh ấy chỉ ngón tay vào tấm bản đồ đã vẽ báo cáo cho tôi mỗi tối tôi sẽ áp dụng và tự mình thực hiện công việc thủy thủ thông minh của bài báo đầu tiên quản đốc osviput đã trả lời một cách kiềm chế vâng thưa quý khách hãy xử lý nó lúc này thời tiết êm đềm công việc sẽ diễn ra dễ dàng resto chăm chú nhìn anh ta và nói Nê mày viết tắt từ thuyền dài tôi sẽ gửi một đơn đặt hàng sẽ ở bên tôi như một sứ giả trung sĩ thiếu tá osipov ngạc nhiên với chính mình thợ lặng giỏi nhất trong đội và đột nhiên trật tự những kẻ lập dị này thưa các sĩ quan nhưng giữ nghiêm kỷ luật ông nói to vâng Thưa quý khách. Resto lên bờ trên một chiếc thuyền nhỏ chạy bằng hơi nước, mang theo Nezami. Hôm nay, dưới đáy biển, anh đã đưa ra một quyết định chắc chắn, bây giờ không được lãng phí một ngày nào. Di chuyển với tốc độ nhanh nhất về phía mục tiêu để có thời gian hoàn thành mọi thứ trong khoảng thời gian tháng do người Mỹ đưa ra. Nezami sẽ phải giúp anh ta. Từ toàn đội, anh ấy đã chọn người bạn tốt bụng, mạnh mẽ này người đã tạo ấn tượng về một người khiêm tốn và ít nói. Và vâng, anh ấy là một thợ lặng Cừ khôi. Cần phải xử lý nó, tất nhiên là không cần cống hiến cho bất cứ thứ gì, Resto quyết định, nhảy ra khỏi thuyền đánh cá voi đến bến tàu ở vịnh Balaka. 8. Linh hồn đơn giản được xử lý Bạn hiểu, Nejami, Resto nói một cách ấn tượng trong văn phòng của mình tại doanh trại của đội lặng, rằng tôi đang đưa bạn đến gần tôi hơn. Vì vậy, tôi cho bạn sự tự tin. Bạn có hiểu cái này không? Nezami đứng khiêm tốn, vươn vai ở cây đinh lăng. Anh trả lời không do dự. Vâng, thưa quý khách. Chúng ta có thể hiểu điều này. Thậm chí hoàn toàn. Bạn là ai? Resto tiếp tục, thổi khói xì gà thành những vòng xoắn ốc vào không trung. Một thủy thủ đơn giản của bài báo thứ hai. Còn tôi là sĩ quan. Khi bạn kết thúc nhiệm kỳ của mình, và nếu bạn trung thành phục vụ tôi, tôi có thể sắp xếp cho bạn, điều đó, nói chung, không tệ. Bản thân Resto cũng không biết mình có thể thực sự sắp xếp Nezha mày ở đâu, nhưng người thủy thủ có trái tim đơn giản đã sẵn sàng trả lời một cách vui vẻ. Vâng, thưa quý khách. Vậy chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Bạn có độc thân không? Vâng thưa ngài. OEA, tuyệt cú mèo bạn sẽ là người đưa tin của tôi, và Enric chúc tôi sẽ viết thư trên một chiếc thuyền dài. Anh ấy có ngôn ngữ của phụ nữ, anh ấy nói rất nhiều điều thừa thải. Và tôi muốn người đưa tin của mình không phải là một người nói nhiều, không phải là một thanh kết nối. Để giữ im lặng, đã nghiêm khắc lên giọng, Resto nói. Bạn không bao giờ biết những gì các sĩ quan quý ông đang làm. Để im lặng, bạn có hiểu không? Neyami sẵn sàng đồng ý. Vâng, thưa quý khách. Tại sao vẫy lưỡi vô ích? Chà, vậy, Resto kết luận. Bây giờ hãy đến gặp tiểu thư của Pronina, Vavara Setgiven, và đưa bức thư này cho cô ấy. Biết cô ấy? Neyami mỉm cười thân thiện. Một người tóc đen. Cháu gái sẽ là ông nội Sipan Ivanovic. Chúng tôi biết. Chỉ là, nhìn đi, cho đi để không ai nhìn thấy. Hiểu và đặc biệt là ông tôi. Ăn. Hãy làm một plepotita. Resto đưa tờ giấy, và khi Nejami rời đi, anh nghĩ. Đó sẽ là một động thái quyết định. Mẹ kiếp, phải đánh cho chắc. Nếu Varia đồng ý ăn cắp cuốn sách chết tiệt này, nó sẽ ở trong túi. Nếu không, đó là một bức tượng bán thân. Nếu không có kế hoạch này, bạn sẽ phải lục lọi ở đây cả năm trời, và thậm chí sau đó bạn sẽ không tìm thấy nó. Chuyện gì đến có thể xảy ra, tôi cá là trường hợp tất tay. Tháng sẽ kết thúc, người Mỹ sẽ trở lại, sau đó sẽ không được tự do tìm kiếm. Vâng, có thể họ sẽ được gửi trở lại Sevatopol. Nói một cách dễ hiểu, đây là dịp vui vẻ duy nhất, và bạn có nhớ nó không? Từ chối số tiền này. 200.000 bản anh bằng vàng, 2 triệu. Những gì có thể được thực hiện trên chúng. Để sống như một người giàu có, để ra nước ngoài, chết tiệt, để rời bỏ công việc nguy hiểm đáng nguyền rủa này. Neya may sẽ giúp tôi, bạn không thể đảm nhận công việc này một mình. Còn Varia. Cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cưới cô ấy. Ha. Ha. Bồ câu ơi. Nhưng hiện tại, hiện tại, bạn cần phải thu mình lại. Kiên Nhẫn. Tính Kiên Nhẫn tất cả những suy nghĩ này chạy đua một cách dữ dội và ngẫu nhiên trong đầu Resto. Và anh không để ý rằng Nezami lặng lẽ bước vào phòng và thì thầm. Danh dự của bạn Nếu bạn vui lòng chấp nhận một nét vẻ nguệt ngoạt từ cô gái trẻ. Resto chọc lấy mảnh giấy từ tay người phục vụ và đọc hai từ. Đến đây đi cưng. Một giờ sau, trước khi mặt trời lặn, Resto đứng trên một mỏm đá, gần cuộc đột kích Balaka, và đợi Varia. Đó là nơi gặp gỡ thường xuyên của họ Ở Balaka buồn ngủ, có rất ít thợ săn đi bộ dọc theo những con đường dốc này Nhưng nếu không có khách du lịch và thợ săn bình thường ở đây trước khi đi bộ Thì có những thợ săn thuộc loại khác, những kẻ buôn lậu Balaka Tại đây, ở những nơi mà lực lượng bảo vệ bờ biển không thể tiếp cận Họ đã giấu hàng hóa được giao cho họ vào những đêm tối trên những chiếc phê lút cát của Thổ Nhĩ Kỳ Và từ đây họ dần dần đưa chúng đi xa hơn Christo Bereto, thủ lĩnh của một băng nhóm buôn lậu người Hy Lạp, lúc đó đang ngồi trong một kẻ đá hẹp và nhìn Resto sải bước tới lui. Christo nghiến răng tức giận. Ngay khi trời tối, hàng hóa sẽ được chuyển đến đây trên một khối được điều chỉnh đặc biệt bằng một sợi dây từ biển. Tên chết tiệt này có thể cản đường. Anh ấy đang đợi ai? Đúng lúc đó, Christo nhìn thấy Varia nhanh chóng đi ra từ phía sau một tảng đá trong chiếc khăn choàng màu trắng và chạy đến chỗ chàng trai trẻ. Người Hy Lạp khẽ tặc lưỡi. Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong. Cháu gái của thuyền trưởng cũ. Họ muốn gì ở đây? Và vẫn tay nhạy cảm lên. Resto nói giọng đứt quảng. Thân mến, bây giờ số phận của chúng tôi là trong tay của bạn. Bạn hiểu đấy, tôi đã được những người Mỹ này giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy, khảo sát cuộc đột kích và vạch ra vị trí của những con tàu bị chìm. Nếu tôi làm tốt, tôi sẽ được thưởng lớn và thăng chức. Và sau đó đám cưới của chúng tôi được bảo đảm. Những gì hạnh phúc? Varia lãm nhảm, bám lấy Resto. Em yêu, em yêu. Anh nặng nề đẩy cô ra. Nhưng tôi không làm được. Tại sao? Tại sao? resto đấm vào ngực anh ta bằng một cử chỉ bi thảm hôm nay tôi đi xuống phía dưới tôi đã kiểm tra có đủ công việc ở đây trong một năm và sau đó tạm biệt và khen thưởng và thăng chức chia tay đám cưới của chúng tôi varia khẽ khóc và lại ôm lấy resto em ơi phải làm sao đây làm thế nào tôi có thể giúp đỡ ở đây resto đã nói một cách thuyết phục và có thẩm quyền có thể. Sau đó, tôi gọi cho bạn. Nếu bạn muốn đám cưới của chúng tôi hãy giúp đỡ. Tôi sẽ làm mọi thứ và Ria à hăng hái thốt lên. Nghe. Ông của bạn, trong cuốn sổ ký ức của mình đã ghi lại một kế hoạch chi tiết về vị trí của những con tàu bị mất. Phải có được anh ta. Vì vậy, hãy hỏi anh ấy. Resto cười khúc khích. Tôi yêu cầu. Không cho và sẽ không Ông của bạn là một người lập dị cũ. Anh ta bị ám ảnh bởi thực tế rằng đây là bí mật của anh ta, thứ phải chết cùng anh ta. Tôi sẽ hỏi anh ấy. Ông yêu tôi và sẽ làm điều đó vì hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ tiết lộ với anh ấy rằng bạn là chồng sắp cưới của tôi. Resto siết chặt tay cô. Không. Điều này không thể được thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào. Bạn thật ngu ngốc, Varisa chúng ta phải làm khác đi làm sao vậy lấy cuốn sách này varia khẽ hét lên và bất lực ngã xuống một mỏm đá làm thế nào để lấy bí mật à vâng vì vậy ăn cắp resto cười ngặt nghẽo đừng đóng kịch ngu ngốc varia đó là về hạnh phúc của chúng tôi đừng ăn cắp nhưng chỉ lấy trong một giờ cho một giờ tôi sẽ tạo một bản sao của các kế hoạch và trả lại cuốn sách cho bạn. Bạn đặt nó vào vị trí của nó, và sẽ không ai biết về nó. Hiểu. Varia trả lời gần như thành tiếng. Hiểu. Đằng sau mỏm đá, trong một hẻm núi hẹp, Cristo không bỏ lỡ một từ nào trong cuộc trò chuyện này. Và khi những người trẻ tuổi đi dọc theo con đường đến Balaka, anh ta nói một cách rõ ràng. Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong. Có một thứ sai ở đây. Phải theo dõi. Mặt trời vàng đỏ rực lao xuống biển, như thể nó sắp lặn xuống đó. Những tia sáng chói lóa màu hồng chạy trên mặt nước phẳng lặng, như thể đang trao cho biển những cái vuốt ve cuối cùng của mặt trời sắp lặn. Đêm phương Nam đang nhanh chóng buông xuống. Xa xa phía dưới, trên mặt biển, tiếng sóng rì rào buồn tẻ. Một tiếng còi dài cắt ngang qua anh ta. Christo bò ra khỏi vết nứt của mình và hét lên ba lần như một con cú. Đâu đó giữa những viên đá, một khối kêu có két. Chính, phao đặt. Ba ngày sau, Resto đang ngồi nhốt trong phòng, và với đôi mắt chăm chú, tham lam, anh ta ngấu nghiến những trang của một cuốn sách bìa gia cũ. Varia ngồi ngay đó và lo lắng nói. Thật may mắn cho chúng ta, đêm qua ông nội đã lấy ra một cuốn sách và bắt đầu viết gì đó vào đó tôi nhìn nơi anh ta giấu nó trong một cái hộp sắt anh ấy luôn mang theo chìa khóa trong túi áo khoác hôm nay sau bữa tối anh ấy nằm trong vườn để nghỉ ngơi tôi thấy áo khoác của anh ấy được treo trên một cái đinh cô ấy lấy chìa khóa mở hộp lấy cuốn sách ra và chạy đến chỗ bạn làm thế nào tôi sẽ đặt nó trở lại và bản thân tôi cũng không biết resto đã không nghe cô ấy anh điên cuồng lật từng trang tìm kế hoạch phù hợp anh nhanh chóng lướt mắt qua một số kế hoạch do người lái thuyền già vạch ra, và đột nhiên anh gần như hét lên vì sung sướng. Trên một kế hoạch là dòng chữ. Nơi xảy ra cái chết của con tàu hơi nước, Hoàng tử Đen, vào năm 1854, theo các nhân chứng, theo bản đồ này. Đây là một kế hoạch của một cuộc đột kích bên ngoài với lối ra từ vịnh Balaka. Tất cả các mũi và gờ đều được phát thảo cẩn thận. Và ở một nơi đặt một cây thánh giá màu đen. Dưới đây là một dòng chữ giải thích. Từ cánh trái của cửa thoát vịnh dọc theo đường ngoài, đi 140 bước. 40 sải ngay trên bờ biển đối diện mũi đỏ. Bị lật thuyền sau 3 lần va vào đá. Resto nhanh chóng viết ra những từ này, sao chép kế hoạch và nhanh chóng đọc hết cuốn sách. Sau đó, có những dấu vết về những tai nạn mà anh ấy hoàn toàn không hứng thú. Anh thở dài thường thực như trút được cả trăm cân và đưa cuốn sách cho Varia. Chạy mau. Đặt vào chỗ nào? Varia ngạc nhiên. Quá sớm. Chỉ và tất cả mọi thứ. Resto cười sung sướng. Vậy thôi, em yêu. Chạy một cách nhanh chóng. Hạnh phúc của chúng ta ở gần. Varia bỏ chạy và Resto gọi điện cho Nezami, ra lệnh chuẩn bị một chiếc thuyền đánh cá voi bằng hơi nước và mang theo chiếc kính thiên văn biển mạnh nhất. Và trong khi họ đang chuẩn bị thuyền đánh cá voi trong vịnh, anh ta nhanh chóng bước ra con đường bên ngoài, trèo lên gờ của bờ dốc và bắt đầu đo khoảng cách được đánh dấu trong cuốn sách bằng các bước thậm chí là asin. Khi tìm được địa điểm, anh đến gần mỏm đá của bờ biển dốc cao vài chục mét so với mặt biển, cúi xuống và nhìn thấy bên dưới một chiếc áo choàng sắc nhọn, màu đỏ sẫm được sóng đánh bóng nhẵn. Lão Phu không nói xạo. Resto vui mừng thì thầm và dán mắt ra biển. Con mắt biển được đào tạo của anh ấy nhanh chóng xác định khoảng cách gần đúng là 40 sải trên bờ biển. Vậy em đang ở đâu, em yêu, em có phải không? Hoàng tử đen thân yêu của tôi với kho báu bị chìm của anh ấy. Và những người Mỹ ngu ngốc đang tìm kiếm bạn cách đây ba cây số. Hư. 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 Anh cười, tiếng cười trầm thấp, nội tâm của một người đàn ông đã vươn tay với kho báu và biết rằng nó thuộc về mình. Sau đó, gần như chạy trốn, anh ta đi về phía vịnh, nhảy qua những tảng đá như một con dê núi. Anh ấy cảm thấy tinh thần phấn chấn đến mức anh ấy đã sẵn sàng nhảy thẳng xuống, nhưng anh ấy đã kịp thời kiềm chế bản thân và bước nhanh đến gần chiếc thuyền đánh cá voi. Nezami với chiếc kính viễn vọng đứng trên bông tàu và đợi thuyền trưởng. Resto bật dậy bằng một cú nhảy lên thang và ra lệnh cho chiếc xe. Phía trước. Để đầy đủ chiếc thuyền đánh cá voi lao ra khỏi vịnh, bay qua nó như một mũi tên, bay ra bãi ven đường bên ngoài và mô tả một vòng cung lớn ở bên trái lối ra. Sau đó, đi chậm lại, anh ta đến gần mũi đất đỏ. Từ đây, theo một đường thẳng, Resto đò 40 sải cần thiết và nói ngắn gọn. Mỏ neo. Xích neo kêu lạch cạch. Con tàu cá voi đóng băng tại chỗ, lặng lẽ lắc lư trên một con sóng nông. Biển lặng mặt trời đã qua khỏi thiên đỉnh nhưng vẫn tỏa ra những tia nắng nóng. Xa xa thấp thoáng một chiếc thuyền lặng, công việc đang diễn ra ở đó. Resto lấy một chiếc kính viễn vọng hàng hải mạnh mẽ và bắt đầu nhìn sâu vào trong. Nhưng nó chỉ được nhìn thấy khoảng 20 mét, và sau đó có cặn bã. Đừng dừng lại. Resto hét lên. Đo độ sâu. Nejami đã sớm báo cáo. Vì vậy, 60 mét, vinh dự của bạn nó sẽ bóng bẩy thả phao resto ra lệnh và trong khi chuẩn bị đang diễn ra anh suy nghĩ sẽ cần phải sắp xếp vấn đề này thông minh hơn theo lệnh tôi sẽ thông báo rằng tôi sẽ tự mình bắt đầu cuộc khảo sát từ lối ra khỏi vịnh để tăng tốc nó sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ ở bất cứ ai sau đó sẽ cần phải loại bỏ mọi người khỏi thuyền cá voi thợ máy và người đốt lò tôi sẽ tự thay thế chúng chuyển đến đây một máy bơm áp suất nhỏ hai bộ đồ lặn bạn có thể lấy bất cứ ai ngoại trừ neyamay họ sẽ nói ra lúc này giọng nói của neyamay vang lên có phao resto ra lệnh cho xe di chuyển chậm và bơi dọc theo bờ biển anh ta nghe từ một trong những người già rằng có những hang động được giấu kỹ ở bờ dốc của balaka nơi trước đây được sử dụng bởi những kẻ buôn lậu lẽ ra tôi nên tìm một cái đề phòng trường hợp tôi phải tạm thời giấu kho báu. Với đôi mắt sắc bén, anh tìm kiếm trên những bờ đá dốc đứng và cuối cùng tìm thấy một khoảng trống hình bán nguyệt, lối vào hang động. Chà, bây giờ nó ở trong túi rồi. Resto vui vẻ nghĩ và hết tốc lực di chuyển con tàu đánh cá voi vào vịnh trong. Ít lên thuyền hoàng tử đen. Tất cả mọi thứ đã được thực hiện như đã viết. Đội lặng hoàn toàn không ngạc nhiên khi họ biết rằng trợ lý chỉ huy đã quyết định tự mình nghiên cứu về phía bên kia của cuộc đột kích. Rõ ràng, anh ta cũng muốn kiếm đô la, những người thợ lặng quyết định, những người rất quan tâm đến phần thưởng của người Mỹ. Chỉ huy Khô Khô Lớp, người đến trong một thời gian ngắn, cũng tán thành ý định của người trợ lý trẻ. Hãy làm việc vì vinh quang của nước Mỹ, chàng thủy thủ kiên cường giữa hai ly rượu của người khuân vác trong phòng Resto nói. Nhân tiện, Đưa tôi 100 đô la từ tiền giấy Mỹ. Và đưa nó vào tài khoản kiểm toán công việc lặng. Resto sẵn sàng đưa cho chỉ huy 100 đô la. Anh ta muốn đưa anh ta ra ngoài càng sớm càng tốt. Thuyền trưởng Khô Khô Lớp không ở lại lâu. mùa nhung bắt đầu ở Ianta. Và ông rời đó với chiếc tàu hơi nước đầu tiên. Bây giờ nó là cần thiết để bắt tay vào kinh doanh một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Cùng ngay. Resto đi thuyền đánh cá voi đến một nơi được đánh dấu bằng phao đỏ. Anh ta mang theo Nejami, đầy đủ thiết bị lặn và hai trợ lý máy bơm. Tôi sẽ đi xuống trước, anh ấy nói với Nejami, và bạn đi xuống khi tôi ra hiệu. Ở độ sâu này, chúng tôi sẽ không làm việc trong một thời gian dài. Anh ta nhanh chóng trang bị cho mình và nóng nảy, lao xuống nước. Lần này anh ta được trang bị một cái rìu, một ngọn đuốc điện cầm tay mạnh mẽ với hồ quang điện và pin không khí trên vai, bao gồm ba hình trụ thép chắc chắn được giữ cùng nhau bằng các giá đỡ. Bộ tích lũy khí này được cung cấp khí nén với áp suất lên tới 40 atm. Những bộ tích lũy này cho phép thợ lặn không phụ thuộc vào ống cao su không khí và cho anh ta cơ hội di chuyển tự do dưới nước. Thiết bị tích điện lúc này là cần thiết vì Resto sắp trèo vào bên trong con tàu bị đắm. Ống cao su có thể bị rối ở đây thiết bị nặng hàng chục kg trong không khí và chỉ 12 kg trong nước. Resto khó khăn bước xuống chiếc thang thép được gia cố ở mạn thuyền và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đang ở dưới nước. Anh ta đi xuống khá nhanh, và trong một hoặc hai phút, anh ta thấy mình ở trong một khu rừng bùn dày. Bây giờ anh đoán tại sao kính viễn vọng hàng hải không đi sâu hơn 20 mét. Và khi Resto bước xuống đấy, dùng cơ thể cắt xuyên qua khối bùn dày và nhấc anh nhận ra rằng sẽ có rất nhiều ồn ào. Nhưng kho báu của hoàng tử đen quá hấp dẫn. Và anh kiên quyết đưa ra tín hiệu đầu tiên trên lầu. Trên mặt đất. Và bây giờ là câu thứ hai, đi dây. Và ngay lập tức anh ta tiến về phía trước, băng qua lớp bùn phủ kín kín của chiếc mũ bảo hiểm và khiến anh ta bị mù. Với những nỗ lực điên cuồng, người thợ lặng tiến về phía trước và bất ngờ vấp phải một mỏm đá sắc nhọn. Suýt ngã, nhưng anh đã đứng dậy và sợ thấy vật mà anh gặp rõ ràng đây là sống của con tàu với nghị lực mới anh tiến về phía trước bám chặt vào thành tàu dính đầy bùn đất và lạnh người vì kinh hoàng anh nghĩ bùn bao phủ khắp người anh ấy bạn sẽ không vào được bên trong quá phấn khích anh hít một hơi thật sâu và cảm thấy một tiếng gầm dữ dội bên tai áp suất không khí vào phổi quá lớn anh tiết chế dòng chảy của nó nó trở nên dễ thở hơn anh ấy đã thực hiện một vài nỗ lực mạnh mẽ hơn và cuối cùng đã ra khỏi vũng lầy anh ta kéo tín hiệu hai lần nhấp nhô hãy săn thêm và đã bình tĩnh đi dọc theo con tàu bị mất một tàu hộ tống hơi nước lớn nằm nghiêng không có cột buồn và giàn khoan tất cả đều mọc đầy vỏ sò chỉ có mũi tàu bị mắc kẹt trong buồn và phần còn lại của thân tàu có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối màu xanh lá cây này trên đáy đá resto trấn tĩnh lại và bắt đầu làm việc có phương pháp trước hết anh ta tiến đến mũi tàu đồng thời nới lỏng dây tín hiệu và tại đây anh ta bắt đầu cẩn thận làm sạch bằng rìu nơi thường đặt tên con tàu bây giờ anh ấy làm việc tự do trong vũng lầy anh ấy đã quen với nó và chỉ đảm bảo rằng sợi dây tín hiệu không bị hút vào sau một thời gian làm việc với chiếc triều, anh bắt đầu phân biệt được những chữ cái nổi lên và dưới ánh sáng của chiếc đèn điện gắn trên mũ bảo hiểm, anh đọc rõ ràng dòng chữ. Trong L và với R, R, N với E. Resto đột nhiên cảm thấy tai mình ù đi, đồng thời cảm thấy khó thở. Thoáng qua tâm trí anh. Cùng ta ngất đi. Và với nỗ lực cuối cùng của ý chí, anh ta nhanh chóng giật tín hiệu với những cú giật đáng sợ trên thuyền đánh cá voi người quản đốc đọc tín hiệu từ phía dưới sự lo lắng mau lên đi resto được đưa lên lầu mũ bảo hiểm của anh ta được cởi ra và anh ta được giải thoát khỏi bộ đồ lặng nặng nề resto nằm sấp bất động và dần tỉnh lại neyami lắc đầu thương hại họ đã đi xuống một đống vinh dự của bạn tuy nhiên thức dậy resto vui vẻ nhảy lên và ra lệnh chuyển phao gần bờ 30 mét theo đường thẳng. Tina đang ở đây. Neyami vội và thực hiện mệnh lệnh, và Resto cười toe toét và nghĩ. Ngất xỉu. Không, không phải độ sâu khiến tôi ngất đi, không phải áp lực mà chính là anh, hoàng tử đen thân yêu của tôi. Khi tôi nhìn thấy bạn lần đầu tiên bằng chính đôi mắt của mình, tôi đã nhận ra hiện thân của tất cả những giấc mơ của mình. Làm sao có thể không ngất đây? con cá voi di chuyển 30 mét gần bờ theo một đường thẳng. Một chiếc phao cũng được đặt tại đây. 11. Trong quán rượu, mắt mèo. Nơi vịnh Balaka uống công bên trong đầu tiên, dựa vào bức tường của một tòa nhà cổ đổ nát, gần như từ thời Genova, có một quán rượu, mắt mèo, được người dân Balaka biết đến. Trên cánh cổng bông tróc là một con mèo được sơn thô với đôi mắt màu xanh lá cây, và một cái chai bên cạnh nó dây nho dày đặc bao quanh tòa nhà tồi tàn này tạo cho nó một vẻ đẹp như tranh vẽ khách du lịch tò mò thường đến đây để uống một tách cà phê thổ nhĩ kỳ thơm và mạnh và ngồi trong sự mát mẻ của dây leo vào một ngày nóng bức người chủ quầy aristis herinosson người hy lạp luôn đứng sau quầy và phục vụ cô con gái calypso xinh đẹp nhưng khá bẩn thỉu và xù xì tất cả là như vậy trong ngày nhưng ngay khi màn đêm phương nam tối tăm buông xuống lối vào hiếu khách đã bị khóa và một chiếc đèn lồng màu xanh lá cây xuất hiện ở cửa hông, hẹp như một vết nứt, nó chiếu vào bóng tối đen như mực, giống như mắt của một con mèo trong truyện cổ tích. Và một số những bóng đen lần lượt bò về phía đèn lồng xanh và lặng lẽ biến mất trong khe nước. Nếu đèn lồng màu xanh lá cây không cháy, điều đó có nghĩa là báo động. Và sau đó nó bị bỏ hoang gần quán rượu. Đó là nơi ám ảnh của những kẻ buôn lậu Balaka, ở đây họ đã bán hàng hóa. Buổi tối hôm đó, khi Resto lần đầu tiên lên chiếc hoàng tử đen, chiếc đèn lồng màu xanh lá cây đã cháy vui vẻ và mời gọi. Và chuyển động của những cái bóng xung quanh khoảng trống được làm sinh động. Aristi tiếp khách tại quầy. Toàn bộ khuôn mặt ngâm đen của anh ta, với bộ râu dài đen dày chưa cạo bắt đầu từ mắt và leo lên tai, ánh lên vẻ hiếu khách. Calypso xù hầu như không có thời gian để mở nút và phục vụ rượu trên bàn. Những kẻ buôn lậu đã ăn mừng. Cái bắt thật phong phú. Những kiện hàng bằng vải semina quý giá được mang đến một tủ quần áo ẩn, có lối ra vào hẻm núi. Lợi ích to lớn của công việc kinh doanh này là các loại vải quý gần như chẳng để làm gì, người thổ nhĩ kỳ cả tin, chủ nhân của chiếc feluca đã vô tình chết đuối trên đường đi. May mắn như vậy không xảy ra mỗi ngày. Và thế là bữa tiệc trở nên khó khăn. Quickly Aristides đã nghĩ rằng hôm nay sẽ không có đủ nguồn cung cấp trong hầm của mình khi thủ lĩnh của băng đảng, Cristo, bước vào, cau mày và bận tâm. Ngồi ở chiếc bàn cuối cùng trong góc, anh vẫy tay ra hiệu cho chủ quán. Hai người bạn ngồi vào bàn trong im lặng, uống cà phê đen. Sau đó, họ hút xì gà đắt tiền. Aristi gai góc đã bị tháo rời bởi sự tò mò tàn bạo. Cristo đã học được một điều quan trọng Điều cần thiết là anh ấy phải nói trước, sau đó Thế Thượng Phong sẽ thuộc về anh ấy, Adristes. Nếu Adristes là người đầu tiên tỏ ra tò mò, thì rõ ràng Christo sẽ tiếp quản và cố gắng hút hết máu trong người anh ta trước khi để anh ta kiếm được ít nhất một lượng vàng. Và thế là cả hai cùng im lặng và hút thuốc. Adristes, với tư cách là chủ nhà, coi việc nói về công việc mà ông vừa làm là một phép lịch sự. Cuộc trò chuyện bằng tiếng Hy Lạp May quá. Ở đây nó có thể bị xóa, và Aristi bắt đầu nhanh chóng đếm, như thể anh ta có một chiếc máy tính cộng trong đầu. Christo dững dưng lắng nghe. Anh để bạn mình nói đến cùng và nói khô khốc. Điều thú vị không phải là những điều đã làm được mà là những điều còn có thể làm được. Aristis nhăn mặt thành một quả bóng gai và cười khúc khích đầy kính trọng. Vâng, vâng, vâng. Nhưng vải Semina là vàng giống nhau. Christo ủ rũ trả lời. Nhưng lấy vàng rồng còn tốt hơn. Aristi bồn chồn co giật trên ghế và không thể chịu đựng được. Thở hổn hển vì phấn khích, anh ta rền rỉ. Bạn đã có một doanh nghiệp. Nói nói. Christo im lặng một lúc lâu và, khi Aristi tham lam nổi nóng, anh ta sụt sùi. Đúng. Và ngay lập tức, với giọng điệu nghiêm khắc của một bậc thầy, anh ta nói nhỏ và riêng biệt sẽ cần hai nghiên cứu sinh giỏi cho công việc kinh doanh ước. Của chúng tôi không phù hợp. Vì vậy mà họ đi đến mọi thứ. Aristides co rúng người lại và tái sanh vì nỗ lực. Có chuyện gì vậy? Anh thì thầm, nghiêng người về phía bạn mình. Christo cắt ngắn. Tìm người trước, và anh rời quán rượu. 12. Nezamay đã giúp đỡ. Trong ba ngày, đông bắc thổi và có thời tiết trong lành trên biển công việc lặng đã dừng lại. Resto ngồi trong doanh trại vào buổi sáng và rất tức giận. đối với công việc nguy hiểm ở độ sâu lớn như vậy, cần phải hoàn toàn bình tĩnh. một sơ suất nhỏ nhất của người quản đốc đối với dây tín hiệu và máy bơm có thể khiến người thợ lặng phải trả giá bằng mạng sống. anh ấy đã không đến Tronin những ngày này. chỉ có Varia chạy vào một lúc để nói rằng cô ấy đã cố gắng lặng lẽ đặt cuốn nhật ký vào hộp của ông mình. nhưng Resto gặp cô ấy một cách nghiêm khắc, nhu cầu về một cô gái đã hết, và trái tim thô lỗ của anh ta không hề run sợ khi Varia bắt đầu khóc nhẹ nhẹ. Sao anh giận thế? Đừng khóc. Tôi không thể chịu được nước mắt của phụ nữ. Bạn không thấy thời tiết là gì, bạn không thể làm việc. Anh sốt ruột liếc nhìn phong vũ biểu lần thứ 10 và đột nhiên nhận thấy rằng kim đã bắt đầu tăng lên. Cuối cùng, Resto nhanh chóng hộ tống Varia ra ngoài và xông vào tập kích. Trời quang mây tạnh. Những đám mây cuối cùng đang di chuyển nhanh về phía đông. Từ đám đông đen tối của họ, một quả bóng vàng đột nhiên bật ra, một mặt trời rực rỡ và tràn ngập ánh sáng vui tươi trên vùng biển vẫn còn bất ổn, cuồng tròn với những chú cừu nhỏ. Có một vết sưng chết. Đừng dừng lại. Resto dùng hết sức lực của mình để sủa. Chuẩn bị thuyền đánh cá voi và từ bên dưới, từ vịnh, phát ra từ trả lời. Có một chiếc thuyền đánh cá voi. Nửa giờ sau, chiếc thuyền đánh cá voi khởi hành đến bãi ven đường, trong một đám đông những con sóng nhỏ. Và nửa giờ sau, Resto, trong trang phục thợ lặng hoàn chỉnh, đưa ra chỉ dẫn cuối cùng cho Nezami và hai thủy thủ, để mắc đến dây tín hiệu. Và nhanh chóng đi xuống phía dưới. Lần này anh lập tức tìm thấy xác con tàu. Tàu hộ tống đang nằm nghiêng và tôi chỉ phải đi vài bước để vấp phải một cái lỗ rộng ở phần dưới nước resto cẩn thận kiểm tra các bình khí của mặt nạ phòng độc tôi có thể thở dễ dàng ngoài trừ tiếng ồn thông thường bên tai anh ra hiệu cho tóc trên hiểu rồi và mạnh dạn di chuyển vào lỗ trên tàu tôi đi xuyên qua đống đổ nát phủ đầy vỏ sò để đến phòng máy có hai bộ xương với xẻng bên cạnh những người đốt lò sưởi thận trọng trèo qua đống đổ nát và bắt gặp một đống bộ xương nằm ngổn ngang ở đây mọi thứ đều được bao phủ giống như một tấm vải mỏng với những chiếc vỏ và động vật thân mềm nhỏ sáng bóng resto thận trọng luôn yêu cầu tín hiệu điều chỉnh di chuyển đến mũi tàu anh một thủy thủ dày dặn kinh nghiệm biết rằng những vật dụng có giá trị luôn được cất giữ trong khoang chỉ huy lớn thường ở mũi tàu dưới cầu tàu nơi tập trung điều khiển con tàu anh ta đến cabin này, thờ ơ với mọi cảnh tượng dưới nước. Anh sải bước qua những khẩu đại bác giờ đã xanh gỉ vì rỉ sét, qua đống dao găm và súng dường như đã được thủy thủ đoàn vội vã thả xuống trước khi con tàu chìm. Cuối cùng anh cũng đến được mũi tàu. Khoang của thuyền trưởng ngổn ngang những mảnh vỡ, có hình dạng của những con vật quái dị dưới nước, không rõ nguồn gốc, bị đóng băng trong khoảnh khắc xảy ra một cuộc chiến dữ dội. Chào. Vâng, đây là công việc trong ba ngày, Resto nghĩ và quay trở lại. Anh quyết định giao công việc dọn dẹp lối vào cabin yêu quý cho Nejami. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh ấy sẽ tự mình xuống và hoàn thành công việc. Resto được đưa lên lầu. Anh nghỉ ngơi và gọi Nejami cho anh. Đây anh, em giao việc cho anh. Dưới đây là một tàu hộ tống. Có một mảnh vỡ tắc nghẽn trong mũi, cần phải dọn sạch lối vào. Đây là dành cho người Mỹ, vì vậy, sẽ có phần thưởng vượt quá những gì đã nhận được. Và anh bắt đầu hướng dẫn chi tiết. Neyami chăm chú lắng nghe và ngay lập tức bắt đầu mặc bộ đồ thợ lặn. Khi họ để anh ta xuống, Resto tự mình ngồi xuống sợi dây tín hiệu. 20 phút đã trôi qua khi Neyami ra hiệu. Kéo lên. Bộ đồ lặn được thợ lặn cởi bỏ. Anh ta tái nhợt như một tờ giấy và đang thở một cách nặng nhọc. Trong khoảng một giờ, anh ấy nằm sấp anh ấy tỉnh lại và rồi anh ta đứng dậy đến gần resto và báo cáo với một nụ cười nhân hậu vậy là mọi thứ đã sẵn sàng thưa ngài đã xóa resto tròn mắt ngạc nhiên làm sao tất cả đi thẳng vâng thưa ngài chà anh trai và anh có sức mạnh của một con gấu tôi nghĩ rằng nó sẽ làm việc trong ba ngày tôi đã cố gắng thưa ngài dù đã vất vả và nghiêng người lại gần resto anh nói nhỏ cabin bị đập vỡ vụn như thể bị khóa khi tôi bước vào đó tôi thấy ba chiếc trương thép đang đứng được bao phủ bởi màu xanh resto trở nên lạnh lùng tốt cái gì tiếp theo khóa chắc chắn với ổ khóa phức tạp ở nước ngoài rõ ràng kho bạc đang nói dối chúng ta sẽ làm gì với chúng? Resto kiềm chế bản thân và ra lệnh khô khan. Được rồi. Nó sẽ được nhìn thấy ở đó. Bây giờ đừng nói chuyện. Im lặng như một con cá. Và ra lệnh cân neo. Trong khi thuyền săn cá voi đang quay phim, Resto ủ rũ nghĩ. Bây giờ chúng ta phải đưa tên ngốc này vào công việc kinh doanh. Ồ, tôi đã đoán sai, tôi phải tự mình dọn dẹp. Thói quen chết tiệt của chúa là làm mọi thứ với bàn tay sai trái. Bây giờ, nếu bạn vui lòng, có một người bạn đồng hành. Tuy nhiên, bộ não của Resto đã làm việc chăm chỉ để tìm cách thoát khỏi tình huống này. Anh ta không để ý làm thế nào một chiếc thuyền với ba người xuất hiện từ phía sau một vách đá, để chiếc thuyền đánh cá voi ẩn nấp, dừng lại ở bãi phóng của thợ lặng và đi vòng quanh đây một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. 13. Nezha May đã xử lý tối cùng ngày resto gọi thợ lặng neyamay lên phòng khóa chặt cửa lại và nói với anh ngồi xuống đi bạn tôi cần nói chuyện nghiêm túc với anh neyamay ngây thơ cảm thấy xấu hổ bạn là gì vinh dự của bạn chúng tôi sẽ đứng với một bàn tay mạnh mẽ resto đặt neyamay xuống ghế và nói tách bạch rõ ràng như thể cắt đứt từng từ bây giờ chúng ta là đồng chí quên thứ hạng của tôi đi trước mắt chúng tôi là một nhiệm vụ quan trọng chỉ có thể được thực hiện cùng nhau tôi tình cờ thấy những gì người mỹ đang tìm kiếm nếu làm trong sạch chúng tôi sẽ được thưởng rất nhiều nhưng điều này không thể được công bố theo lệnh chính quyền sevatopol sẽ đến và sau đó chúng tôi sẽ chỉ nhận được sừng và chân hiểu neyami chăm chú và căng thẳng lắng nghe những lời của resto trong lòng anh ngày càng lo lắng Ông đã phục vụ 4 năm trong hải quân, nơi có một kỷ luật khắc nghiệt và khắc nghiệt. Trong 2 năm, anh ấy đã là một thợ lặng trong thời hạn, và bây giờ anh ấy đã mơ ước từ lâu được nghỉ việc và định cư tại ngôi làng của mình, nằm ở cửa sông Nenpe. Một gia đình đang đợi ở đó, cha, mẹ, các em trai. Hơn nữa, cô gái mắt đen hang đang đợi, người hứa sẽ làm vợ anh khi anh hoàn thành nghĩa vụ và trở về nhà. Nghèo đói đã ở nhà, trong dịch vụ lặng, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn và mang về nhà mong muốn của anh ấy rất khiêm tốn tiết kiệm được hai hoặc 300 trăm và rồi đột nhiên nhận được một phần thưởng lớn nhưng đó là một công việc kinh doanh nguy hiểm làm thế nào để không bị kiện sau đó tạm biệt ngôi nhà tạm biệt hang họ sẽ đưa anh ta đến siberia nếu họ không để anh ta xuống dưới sự hành quyết nó tốt cho chủ nhân anh ta sẽ quay ra và người thủy thủ bị lừa Neyami cục mắt xuống và im lặng. Sao em im lặng? Resto sốt ruột kêu lên. Anh có hiểu chuyện gì không? Neyami cố gắng nói. Tôi hiểu, thưa ngài. Vâng, tôi e rằng. Resto, bằng một nỗ lực của ý chí, đã kiềm chế làn sóng giận dữ đang trào lên cổ họng và nói một cách bình tĩnh trở lại. Trước hết thả máy, quý tộc, này đi. Quên rằng tôi là ông chủ của bạn. Tôi nói với bạn, chúng ta là đồng chí. Thứ hai, nếu bạn sợ, thì bạn không hiểu. Và Resto đột ngột thay đổi giọng điệu, vỗ vai Neyami với vẻ vui vẻ chế giễu, lấy một chai công nát trong tủ, rót ra hai ly và mang một ly cho người thủy thủ. Uống đi anh. Sẽ dễ nói hơn. Và cùng ly với thợ lặng. Từ các món ăn, theo khái niệm của Neyami. Không thể từ chối. Và sau ba hoặc bốn ly rượu mạnh, cuộc trò chuyện rẽ sang một hướng khác và thậm chí bằng cách nào đó ranh giới mạnh mẽ luôn ngăn cách sĩ quan với thủy thủ đã bị xóa đi một cách khó nhận thấy và khi cái chai cạn và một cái chai khác xuất hiện trên bàn và toàn bộ thứ đó hiện ra với những màu sắc hoàn toàn khác nhau bạn chỉ cần nắm lấy cơ hội và người đàn ông rất khéo léo trong trường hợp đó anh ấy sẽ giúp đỡ luôn lách ra ngoài trong khi đó resto nói đây anh trai nó sạch sẽ. Trên giác. Cái chính là chính quyền không phát hiện ra họ tham tiền. Và bây giờ trường hợp là Okugoji theo cách riêng của nó. Phải. Neyami lè lưỡi xác nhận. Chính quyền đã biết. Dokuriti. Chúng tôi sẽ đánh bại người Mỹ, Resto tiếp tục. Đối với chỉ định 20.000, hoặc thậm chí 30, chúng tôi sẽ lấy. 5.000 cho anh, còn lại cho tôi. Ha! 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 Tuyệt vời! Nezha May thậm chí còn thở vào trước số tiền như vậy. Năm ngàn! Họ sẽ đi đâu? Và anh lắc đầu sung sướng, những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện, hoặc một chiếc mỏm mỹ cạo trọc sẽ nhảy ra với số tiền khổng lồ, hoặc xác một con tàu chết sẽ xuất hiện, từ đó Hana mắt đen, ngồi trên một chiếc trương thép, sẽ nhìn ra. Và cười và gật đầu với anh hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt đỏ bừng của Resto, anh ta đang đặt người thủy thủ trên ghế sofa. Vì vậy, Nezami ngủ thiếp đi trong phòng sĩ quan trong một giấc ngủ say, bị đánh bởi rượu công nát mạnh. 14. Bảo bối của hoàng tử đen. Kể từ buổi tối hôm đó, Nezami trở thành người hầu thầm lặng và trợ lý trung thành của Resto trong công việc kinh doanh mà ông đã ấp ủ. Resto từ lâu đã vạch ra một hang động, ẩn mình trong những nếp gấp bằng đá của bờ đá một hồ nước sâu yên tĩnh hình thành ở đây. Anh ấy đến thăm anh ấy ngay ngày hôm sau, tham gia một buổi biểu diễn mà không có tay chèo, và kiểm tra lại anh ấy một lần nữa. Nơi này thoải mái và ẩn khỏi những con mắt tò mò. Bất cứ điều gì có thể được ẩn ở đây. Một kế hoạch như vậy đã chín mùi trong đầu Resto, anh ta sẽ mang tất cả kho báu trên tàu hoàng tử đen đến đây và hạ chúng xuống đáy hồ ngầm này. Theo ý kiến của ông, không thể tưởng tượng được một kho lưu trữ tốt hơn. Từ đây, có thể thực hiện chúng dần dần hoặc ngay lập tức, khi hoàn cảnh cho phép. Rốt cuộc, sau sự cố này, bạn vẫn phải hoàn thành một loạt các thủ tục, đi nghỉ hoặc nghỉ hưu hoàn toàn, nói cách khác, bằng cách này hay cách khác, nhưng giải phóng bản thân khỏi dịch vụ, để sau đó bạn có thể hành động rộng rãi. Đúng vậy, trong kế hoạch này có một nơi ít người biết đến, mây bạn không thể làm gì nếu không có đối tác trong vấn đề này, bạn sẽ không leo xuống đáy một mình. May từ buổi tối đáng nhớ đó đã là một người đàn ông. Anh chàng đơn giản, nhưng thẳng thắn và trung thực. Resto cắn anh ta. Đó hoàn toàn không phải là một phần trong kế hoạch của anh ấy để đưa người đi sâu vào bản chất sâu xa nhất của vấn đề. Nhưng nó chỉ xảy ra như vậy, anh ấy đã nhìn thấy một thứ mà về bản chất anh ấy không nên nhìn thấy. Không có gì phải làm cần phải lấy Nezami làm bạn đồng hành tạm thời để sau này thoát khỏi anh ta. Trong những trường hợp như vậy, nhân chứng phụ là một điều rất nguy hiểm. Nezami giờ đi theo Resto như một chú chó trung thành theo chủ. Anh ấy không nghi ngờ bất cứ điều gì, anh ấy tin tưởng hoàn toàn. Thật là một bản chất, Resto mỉm cười nghĩ, nếu anh ta tin thì hãy xuống mồ. Chúng tôi phải chọn một đêm tối yên tĩnh để bắt đầu công việc kinh doanh. Theo lệnh Người ta thông báo rằng cuộc khảo sát đã được tiếp tục, chiếc phao đã được gỡ bỏ và chiếc thuyền hơi nước được di chuyển xa hơn nửa km về phía Tây. Và vào một đêm tối, yên tĩnh, khi mọi người ngủ trong doanh trại, và... Neyami đang làm nhiệm vụ dọc theo tuyến, Resto đi xuống vịnh. Anh lấy một chiếc thuyền chèo mà Neyami đã trang bị trước các phụ kiện lặn, và với tốc độ êm nhất, lặng lẽ đi ra bãi ven đường. Bị bắt là đèn điện mạnh dưới nước dành cho thợ lặn, học thuốc nổ để phá hủy công việc. Resto thấy trước mọi thứ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không nghe thấy gì, họ đi thuyền đến một nơi được đánh dấu bằng một chiếc phao mới, có màu của nước. Resto đi xuống trước, và Nezami đứng ở tín hiệu, chăm chú và cảnh giác. Khi Resto thấy mình ở dưới cùng của thân tàu hoàng tử đen, anh ta thắp một chiếc đèn pin điện gắn ở phần trước của mũ bảo hiểm và mạnh dạn bước vào lối đi hiện miễn phí đến cabin. Có ba chiếc trương thép lớn. Resto gắn hộp thuốc nổ gần ổ khóa của rương, kéo dài sợi dây, lùi lại hết chiều dài và nhấn nút. Không nghe thấy tiếng nổ. Anh biết rằng ở độ sâu như vậy anh sẽ không nghe thấy anh. Phải làm điều này trước đây. Quay trở lại cabin, anh thấy một vết nứt lớn, tỏa ra trên bức tường thép của chiếc trương. Anh ta đánh nó bằng một chiếc xà ben ngắn và sắt một lần, một lần nữa và bằng một cú đánh mạnh, lần thứ ba. Nắp trương bật ra chiếc xà beng đã chọc thủng ổ khóa, vốn đã bị hỏng do hộp thuốc nổ. Và vì chiếc trương nằm nghiêng, giống như toàn bộ chiếc tàu hộ tống, những chiếc túi vải bạc dày đặc, được buộc chặt ngay lập tức rơi ra khỏi nó. Một vụ nổ, và những đồng xu tuôn ra từ đó thành một dòng vàng, những đồng xu lớn, cổ xưa, lấp lánh dưới những tia sáng rực rỡ của một chiếc đèn lồng điện. Resto nín thở trong giây lát. Anh loạn choạng và nắm lấy cửa cabin nhưng ngay lập tức anh trấn tĩnh lại và bắt đầu đập các bao tải ra đếm. Có 20 cái bao trong cái rương này. Trong nước, họ nặng một chút. Resto chọc lấy bốn chiếc bao tải, buộc chặt bằng dây thừng, chất đầy hải lý. Bây giờ anh ấy làm việc có phương pháp và tự tin, cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình. Vác những chiếc túi lên vai, hai chiếc phía sau và hai chiếc phía trước, anh ra hiệu trên lầu. Sự lôi kéo, và rồi anh cảm thấy mình đã tách khỏi con tàu và từ từ bay lên. Rất khó khăn để leo lên cầu thang. Toàn bộ trọng lượng của thiết bị và túi vàng đã ở trong không khí. Và chỉ có sức mạnh phi thường của mây mới hạ gục được anh ta. Anh ta nắm lấy vai Resto và kéo anh ta vào thuyền. Có bóng tối dày đặc. Không thể đốt lửa để không thu hút sự chú ý từ bờ biển. Nhưng ngay cả trong bóng tối, Neyami nhận ra rằng Resto đã tìm thấy một thứ có giá trị. Những chiếc bao rơi xuống với một tiếng ụt nặng nề. Người thủy thủ nhanh chóng thả Resto ra khỏi mũ bảo hiểm, và khi anh ta lấy lại hơi, thì thầm, lo lắng, hỏi anh ta. Bạn đã tìm thấy một kho báu. Resto lặng lẽ gật đầu và rền rỉ. Để em nằm một chút. Rồi em đứng bơm, leo lên bây giờ anh. Anh ta ở dưới nước 20 phút, nhưng mệt mỏi như thể anh ta đã ở đó nhiều giờ. Sự phấn khích bị kiềm chế mất rất nhiều sức mạnh, và chiều sâu là rất lớn. Để tăng tốc, chúng tôi quyết định không cởi bộ đồ lặn. Tải nặng 6 bao đã nghiền nát ngay cả những người đặc biệt khỏe mạnh này. Sự phấn khích của họ lớn đến mức họ che giấu lẫn nhau, đến nỗi họ chỉ có thể nói bằng những cụm từ đột ngột, gần như thì thầm. Thay phiên nhau, họ xuống đáy 4 lần, và trong 3 giờ, 19 bao vàng nằm trên thuyền chỉ còn lại một chiếc, chiếc cuối cùng, vỡ ra và tuôn ra vàng tự sâu thẳm của nó. Tôi phải đón anh ta. Cả hai gần như kiệt sức. Việc thường xuyên xuống độ sâu lớn, ngay cả khi đã áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa, khiến tôi kiệt sức gần như ngất xỉu. Resto lấy ra một bình công nát đưa cho Nezamay. Uống đi. Và anh nhấp một ngụm gần một nửa. Nó trở nên dễ dàng hơn một chút. Sau đó, anh ta đưa cho Nezami một chiếc túi da chắc chắn, nơi anh ta thường giấu các dụng cụ của mình. Chà, bây giờ hãy đi xuống lần cuối cùng. Điều đó sẽ là đủ cho ngày hôm nay. Nezami hỏi bằng một giọng thì thầm khản đặc. Chúng ta sẽ giấu tất cả ở đâu đây? Resto, người mà rượu công nát đã phục hồi sinh lực của mình, cười toe toét. Nhưng đằng sau bóng tối, anh không nhìn thấy nụ cười của Nezami này. Đi ra rồi sẽ biết hãy giấu nó đi để không ai tìm thấy nó anh nói khi resto bị bỏ lại một mình trên thuyền vừa bơm máy bơm vừa quan sát sợi dây tín hiệu thình lình anh nghe thấy giữa sự tĩnh lặng của màn đêm qua tiếng sóng vỗ rì rào trên những tảng đá tiếng kêu ai oán của một con tàu con cứu resto trùng mình và ngay lập tức nguyền rủa mạnh mẽ hét vào đầu ngươi đi đồ chết tiệt nhưng sau đó qua tiếng sóng bị bóp nghẹt anh nghe thấy một tiếng còi mỏng kéo dài dường như đã phát ra từ biển giống như một con chim vàng anh đang kêu resto ủ rũ nghĩ và rồi anh quên mất những âm thanh này bị cuốn theo những suy nghĩ hoàn toàn khác bơm không khí một cách máy móc tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ đó nữa còn hai cái rương nữa khó lấy lắm đủ rồi cái này sẽ được có bao nhiêu vàng ở đó quá đủ cho một đời người. Chúng ta cần che giấu nó tốt hơn. Vâng, những gì khác cần phải được thực hiện. Loại bỏ nê mây. Một trận tuyết lở của những suy nghĩ hỗn loạn như vũ bão nhanh chóng ập đến trong đầu Resto. Anh ta gần như không nhận thấy sợi dây tín hiệu co giật như thế nào, yêu cầu tăng lên. Không ai trong nhóm biết rằng chúng tôi đã rời khỏi đây. Không có nhân chứng có thể báo cáo sự biến mất của May bằng một bản báo cáo và ai sẽ chăm sóc một thủy thủ đơn giản dây tín hiệu có giật rất thường xuyên và đột ngột thờ lặng yêu cầu tăng ngay lập tức trói mình làm nhân chứng cho đời không không Resto nghiến răng và rút dao ra bằng một động tác dứt khoát cảm thấy tìm thấy ống cung cấp không khí và cắt nó sợi dây tín hiệu quấn quanh khuỷu tay Resto giật giật dữ dội Bằng một động tác điềm tĩnh, Resto cũng cắt ngang, thở dài thường thực như trút được gánh nặng trên vai. Kết thúc trong nước. Có một lỗ nhỏ, hình bán nguyệt trên bức tường đá của tảng đá. Đó là lối vào một hang động với một hồ nước ngầm. Không dễ để tìm thấy cái hang trong bóng tối. Những chùm đèn pha chói lọi từ tháp canh soi khắp biển, và góc này của dải bờ biển chìm trong bóng tối hoàn toàn. Resto chèo một cách thận trọng, thỉnh thoảng cảm nhận bức tường đá bằng đầu lưỡi câu. Anh ta đặt chiếc thuyền vuông gốc với lối đi hẹp vào hang, cúi xuống và dùng lưỡi câu chuyển động mạnh đẩy mũi thuyền ra khỏi cửa hang. Sau đó, dùng tay nắm lấy gờ của những bức tường đá, anh nhanh chóng đẩy thuyền về phía trước. Một phút sau, lối đi rộng ra. Resto thắp đèn tinh điện. Những mái vòm cao được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng xanh dịu. Đó là ánh sáng phản chiếu từ mặt nước tĩnh lặng của hồ. Resto hành động bình tĩnh và tự tin. Anh ta không nghĩ gì về Nejami đã chết. Tất cả sự chú ý của anh ta đều bị chiếm giữ bởi những túi vàng quý giá. Anh nhìn quanh hang thêm một lần nữa. Các hầm của nó đi lên và làm tròn theo hình mái vòm. Những bức tường nhẵn bằng đá hoa cương đỏ sẫm nổi bật ở những chỗ như những chiếc cửa. Trong ánh sáng lung linh của đèn lồng, những mỏm đá này trông giống như những con quái vật kỳ dị bám vào tường. Resto liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hai giờ. Vẫn còn lâu mới đến bình minh. Tôi sẽ có thời gian để làm mọi việc và trở về để không ai nhìn thấy. Anh đưa con thuyền có móc vào sâu trong hang, đến nơi đã định từ trước. Anh buộc chặt sợi dây vào gờ đá và bắt đầu làm việc. Nó là cần thiết để làm ngập các túi ở đáy hồ. Resto cẩn thận móc chiếc túi đầu tiên bằng một cái móc và bắt đầu hạ nó xuống đáy. Trong khi đó, ở cửa hang, một chiếc thuyền của dân buôn lậu dập dềnh trên sóng. Christo thì thầm những chỉ dẫn cuối cùng của mình với hai thanh niên có khuôn mặt sẫm màu và áo sơ mi rách. Theo hiệu lệnh, mọi người xuống đáy và con thuyền trượt vào hang nơi Resto đang ở. Resto mãi mê bốc dở những chiếc túi đến mức không để ý rằng chiếc thuyền bị trượt như thế nào. Anh nghe thấy tiếng súng và cảm thấy đau nhói ở lưng. Anh muốn hét lên và phun ra một dòng máu đặc quán. Viên đạn xuyên qua phổi của Cristo. Anh ta bật dậy và thở hổn hển, phun ra máu, chọc lấy khẩu súng lục ổ quay. Một người đàn ông vạm vỡ, bán khỏa thân với con dao cắm trong răng đang chạy dọc theo bờ sông hẹp về phía anh. Với bàn tay yếu ớt, Resto bóp cò. Một phát súng nổ trượt. Cùng lúc đó, với một tiếng tru của động vật, Hai Ragamfin lao vào anh ta, ném anh ta xuống đáy thuyền và ấn chặt anh ta vào những chiếc túi còn lại. Christo nghiến răng cúi xuống Resto và cắm một con dao găm công của Thổ Nhĩ Kỳ vào tim anh ta, xoay nó và giữ nó cho đến khi anh ta thấy Resto tắt thở. Khi một bình minh nhật nhạt ló dạng, thật trong lành. Những chú cừu nhỏ lao vút qua vùng biển xanh thẳm với vô vàng những con sò điệp trắng muốt. Giải bờ biển sụt sôi sóng dữ dội, và khi mặt trời vượt qua mây đen, ló dạng phía chân trời, dường như hơi thở mạnh mẽ của ai đó tràn trên mặt biển gió hú lên một cách đáng ngại. Xuyên qua dòng nước, anh cày xới biển như một lưỡi cày thép khổng lồ. Có sóng lớn. Đụng độ thành hàng, họ chiến đấu với nhau như những con thú lông xù hung dữ. Cơn bão gầm lên. Một đàn chim sợ hãi vội và đánh cá, chạy trốn khỏi cơn bão. Một chiếc feluca lớn, màu đen của Thổ Nhĩ Kỳ với những cánh buồm sẫm màu, hắc ín đang chống chọi với cơn bão một cách tuyệt vọng ông già Abdullah, một thủy thủ có kinh nghiệm buôn lậu hàng chục năm, không sợ bão tố. Trong thời tiết trong lành như vậy, việc tránh bị ngược đãi sẽ dễ dàng hơn. Anh ta đứng ở đuôi chiếc Feluca như một bức tượng đồng. Bàn tay ấy như bám rễ vào bánh lái, vững vàng dìu dắt con tàu lúc thì lặn xuống vực sâu nước sâu, rồi lại leo lên ngọn núi nước. Abdullah đã đi trên cùng một cơn bão trong một thời gian dài. Tất cả các cánh buồm khác đã được gỡ bỏ. Họ mang theo một hàng hóa có giá trị. Christo và hai người của anh ta giấu những bao vàng sâu trong hầm. Và bây giờ cả ba đã dũng cảm giúp người thổ nhĩ kỳ chống lại cơn bão. Một luồng gió dữ dội xé toạc cánh buồm cuối cùng. Bánh lái bị hất khỏi tay tất và ném lên tàu. Anh ngã xuống với một tiếng khóc. Christo, như một con thú, lao đến đánh lái, nhưng anh chưa kịp chạy thì chiếc feluca đã nằm nghiêng và ngập nước. Một cơn gió điên cuồng mới đã lật ngược chiếc Feluca như một cái vỏ sò, và nó biến mất trong bọc biển sôi sục. Cảm ơn bạn đã tải sách xuống từ thư viện điện tử miễn phí royali.com, http 2 2 royali com Để lại nhận xét về cuốn sách, http royali com comment, noropavel, sokrovichengoprinsa, html. Tất cả sách của tác giả http 2.2 gạch chéo roi ali.com gạch chéo author gạch chéo nordrop gạch dưới pavel.html